Chương 3581 Thánh tinh cự thạch. Dấu lớn trầm tường cảm thấy quá trình cũng không phải khó. Chỉ là như thế làm nhất định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn. Xích Hỏa Thần Long một khi lực bộc phát lượng, khí tức nhất định không che lấp được, xác. Thực sẽ bại lộ ngươi Xích Hỏa Thần Long, cái này cũng là biện pháp duy nhất. Nếu để cho tiểu Bạch Hồ đến vậy có thể, có muốn hay không đem nàng gọi tới? tiêu tương lâm nói vẫn là không cần tuy rằng chỉ là để phân thân đến nhưng hiện nay còn không biết phân thân bị hao tổn đối bản thể thương tổn nếu để cho nàng bản thể tạo thành ảnh hưởng không tốt nàng bị đuổi giết sau đó nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm trầm tường nói nếu là nơi này không có cái kia cái gì sáng đạo thủy tổ trầm tường đúng là sẽ làm tiểu bạch hồ đến chỉ có điều sáng đạo thủy tổ thứ này thật đáng sợ trời mới biết cái kia là thực lực ra sao được rồi chỉ có thể dùng xích hỏa thần long tiết lộ liền tiết lộ chỉ cần có thể nhìn thấy sáng đạo thần chủ ta cuộc sống sau này cũng sẽ dễ chịu không ít trầm tường quyết định nếu là thật có thể làm cho tiểu bạch hồ rời đi này sáng đạo cổ đĩa hắn lại cảm thấy không có gì hơn nữa đến lúc đó cũng có thể làm cho sáng đạo thần chủ đi vào sau đó nơi này bảy cái bán tà sáng đạo thủy tổ liền do sáng đạo thần chủ tới đối phó, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Tiêu Tương Lâm nói, trầm tường cầm kim châm. Hắn cùng Tiêu Tương Lâm đến nay đều không làm rõ này thần bí kim châm rốt cuộc là thứ gì. Trước hắn cùng Phong Khả Nhi còn tưởng rằng là sáng đạo thánh tinh luyện chế ra đến, thế nhưng Tiêu Tương Lâm dùng kim châm từng thử, phi thường dễ dàng liền xuyên thủng vạn đạo thần thổ tinh. Lại như đâm đậu hũ như thế, vì lẽ đó Phong Khả Nhi cùng Tiêu Tương Lâm mới sẽ đối này kim châm. Có rất lớn tự tin, trầm tường đem xích hỏa thần long thả ra, rên lên một tiếng. Khống chế xích hỏa thần long ngưng ra thời không lực lượng. Hắn hiện tại đã nắm giữ hết thảy thời gian chú văn cùng không gian chú văn. Vì lẽ đó không cần thông qua lục đạo thần kính, xích hỏa thần long năng lượng lập tức bộc phát ra, ngưng tụ thành 9 cái thời gian chú văn cùng 9 cái không gian chú văn. Lại bị trầm tường dùng dung hợp chú văn trùng điệp cùng nhau. Sau đó sẽ thêm vào tăng cường chú văn, nguồn sức mạnh này liền trở nên phi thường đáng sợ. Làm cho toàn bộ băng ngọc tông đều đang run rẩy, không ít băng chế phòng ốc đều dạn nứt có. Người đến rồi, trầm tường huyễn thể cảm ứng được vài cỗ ngạo thế truyền thuyết cảnh khí tức nhanh chóng áp sát, ngoài ra, còn có một luồng hơi thở hết sức đáng sợ. Khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở, khiến cho hắn vô cùng sốt sắng, mở. Xích hỏa thần long hết thảy năng lượng toàn bộ bộc phát ra. Thông qua các loại chú văn tăng cường hóa thành thời không lực lượng. rót vào kim châm bên trong, xuyên thấu cái kia mặt tường, cái kia mặt tường trong nháy mắt thêm. Ra một cái lỗ nhỏ, trầm tường dùng tốc độ nhanh nhất hóa thành yên vụ chui vào cái hang nhỏ kia, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hắn vừa hóa thành yên vụ chui vào sau đó, hơn 10 ông lão bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa đồng thời đánh ra từng luồng từng luồng đáng sợ ánh sáng, trầm tường đã xuyên thấu cái. Kia mặt tường, hắn tại tường một mặt khác nghe thấy rầm 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 vang vọng. Tường cao cũng đang điên cuồng rung động nhưng không có bất kỳ vết rách. Phi thường kiên cố, hù chết ta trầm tường nhìn thần hải thế giới cái kiêu ề oải tiểu long thở ra một hơi dài thân thể bốc lên mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân quần áo một người trong đó sáng đạo thủy tổ chắc là đến rồi trầm tường hồi tưởng vừa nãy suýt chút nữa sẽ chết trong nháy mắt cảm thấy sợ không thôi hắn chậm một chút nữa điểm nói không chắc liền bị đánh thành cho vừa nãy cái kia khổng lồ như thế động tĩnh rất được băng ngọc tông sụp xuống hơn một nửa kiến trúc băng ngọc tông bốn phía đại địa cũng bị chấn động đến mức dạn nứt. Xa xa nhiều tòa cao to núi đá, bị đánh nứt không ít, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Có người đi tới nơi này, đồng thời đi vào. Một tên sắc mặt nghiêm túc ông lão, cả người phả ra tà khí, hẳn là. Cái kia tựa hồ là mạnh mẽ thú loại khí tức. Một ông già cảm nhận được cái kia cỗ tà khí, ánh mắt né qua một tia sợ hãi, con. Này thú nằm ở nghịch sinh giai đoạn đã rất lâu không gặp phải tình huống như thế thần băng thủy tổ thứ này tại sao muốn đi vào này thần bí kết giới chúng ta có muốn hay không đem chuyện này nói cho cái khác tông môn để bọn họ tới xem một chút đồng thời phá không cần việc này nhất định phải bảo mật coi như một cái nào đó trưởng lão tu luyện lúc xảy ra sai sót mới gợi ra như vậy động tĩnh cái kia thần băng thủy tổ phất phất tay đi vào người bên trong nhất định sẽ trở ra Nơi này nhưng là tên kia lặng lẽ lưu lại địa phương, bên trong khẳng định cất giấu cái gì, cái. Khác hơn 10 cái ông lão gật gật đầu, bọn họ đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh. Nhưng cũng đối này thần băng thủy tổ cảm thấy e ngại. Có thể thấy được thần băng thủy tổ thực lực đáng sợ giường nào, tiểu bạch hồ còn tại rời xa băng. Ngọc Tông trên đường, cảm ứng được vừa nãy gợn sóng, nàng rất là lo lắng. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng rời xa nơi này nàng tin tưởng trầm tường nhất định sẽ không có chuyện gì, trầm tường xuyên qua sau tường cao. Yên tâm rất nhiều, hắn phóng thích huyễn thể, sau đó phân công nhau tra xét vùng rừng rậm này. Rất nhanh sẽ tại rừng rậm trung gian tìm tới một tảng đá lớn, toàn bộ rừng rậm đều là cây cối. Chỉ có trung gian có như thế một tảng đá lớn, này gây nên trầm tường chú ý, rời. Đi nơi này đường nối ở nơi nào? Ngay ở tảng đá kia bên trong trầm tường đại lực đẩy một cái không thể thúc đẩy tảng đá tiêu tương lâm từ u giao sơn trang bên trong đi ra nàng nhìn một chút sau đó kinh hô đây là một khối sáng đạo thánh tinh sáng đạo thánh tinh trầm tường ngẩn người lùi lại mấy bước nhìn ngọn núi nhỏ này khâu như thế đá tảng này dĩ nhiên là sáng đạo thánh tinh hắn còn chưa từng thấy lớn như vậy hơn nữa còn là một khối đặc thù sáng đạo thánh tinh bị người dùng cao minh thủ pháp luyện chế quá bên trong có thời không chú văn tiêu tương lâm lấy tay đặt tại khối đá này lên cảm ứng bên trong trên mặt tràn ngập kinh ngạc lẽ nào đây là một cái truyền tống trận trầm tường kinh ngạc nói rất có thể bên trong có thật nhiều cùng thời gian chú văn không gian chú văn tương tự chú văn nhưng cũng muốn so với này hai loại chú văn kỳ lạ phức tạp hẳn là này hai loại chú văn tiến hóa đi ra ta không đoán sai trí tôn chú văn hẳn là trải qua đặc thù cải tạo hoặc là tiến hóa mà thành. Căn cứ vào 9 loại phổ thông sáng đạo chú văn diễn hóa. Mà cuối cùng sẽ hình thành truyền thuyết chú văn tiêu. Tương lâm nhìn bên trong những kia phi thường phức tạp đủ loại chú văn. Tràn đầy cảm ngộ trầm tường chỉ có thể ở bên cạnh kiên trì nghe. Tiêu tương lâm muốn phát hiện khối này to lớn sáng đạo thánh tinh huyền bí. Khẳng định cần một ít thời gian, chờ một chút ta đem bên trong các loại chú văn nhớ kỹ ta cảm thấy lấy sau ta có thể từ đây lấy làm gương làm ra cực cường thời không truyền tống trận nói không chắc có thể truyền tống sẽ các người nói tới thần long hồ tiêu tương lâm nói điều này cũng khiến trầm tường cảm thấy hưng phấn trầm tường cũng không biết tiêu tương lâm dùng biện pháp gì chỉ là ba ngày thời gian liền bị nàng ký toàn nàng tuy rằng không có trong lòng bàn tay các loại chú văn nhưng cũng có thể rơi ở trong đầu chủ yếu là bên trong sáng đạo chú văn đều là căn cứ vào những kia phổ thông sáng đạo chú văn diễn biến cho nên nàng có thể nhanh chóng rơi ở trong đầu đây chính là chú văn thiên sư thiên phú ta hiện tại muốn mở ra tiêu tương lâm nói mở ra vô cùng đơn giản chỉ cần phát động bên trong một cái nào đó chú văn liền có thể hấp thu khối này to lớn sáng đạo thánh tinh năng lượng trầm tường liền vội vàng gật đầu nhanh mở ra đi tảng đá chấn động đột nhiên biến thành màu trắng bị bạch quang bao vây tiêu tương lâm tay cũng rơi vào trong tảng đá sau đó nàng lôi kéo trầm tường tiến vào trong tảng đá sau khi đi vào bọn họ xuất hiện tại một nơi khác cái kia là một hang núi ở đây cũng có khối giống như đúc tảng đá hơn nữa tại tảng đá trước mặt còn có một tên nam tử, đại, đại ca, nam tử chính là Tống Long Hiên, hắn nhìn trầm tường như là nhìn thấy quỷ như thế. Còn ngươi chừng tròn xe, kinh hô, Long Hiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Trầm tường cũng là một bộ quái đản biểu hiện, hét lớn. mươi 3582, thần chủ đưa đan. Dấu lớn trầm tường trước cùng Tống Long Hiên từng gặp mặt ngay ở sáng đạo cổ địa bên ngoài tòa thành thị này bọn họ còn hàn huyên một lúc khi đó tống long hiên liền thần thần bí bí không nghĩ tới hiện tại bọn họ lại ở chỗ này gặp mặt ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi là từ khối đá này đi ra sao ta phải đến tìm sư phụ tống long hiên hô sư phụ để ta bảo vệ khối đá này nói có người đi ra liền muốn lập tức đi nói cho hắn đại ca ngươi ở chỗ này vân vân sư phụ của ngươi đến cùng chính là ai trầm tường muốn một phát bắt được tống long hiên hỏi rõ nhưng tống long hiên chạy trốn rất nhanh lập tức liền không còn bóng trầm tường nhìn một chút bên cạnh tiêu tương lâm nói cái tên này sư phụ lẽ nào là sáng đạo thần chủ tiêu tương lâm lắc đầu nói chắc là không phải thấy thế nào đều không giống chúng ta ở chỗ này chờ đợi xem liền biết rồi không bao lâu tống long hiên liền mang theo một ông già đi tới nhìn thấy người lão giả này trầm tường cùng tiêu tương lâm đều ngẩn người lạc tiền bối trầm tường kinh hô tống long hiên sư phụ lại là lạc cửu dương này ngược lại là ra ngoài trầm tường dự liệu tiêu tương lâm đúng là cảm thấy không có gì lạc cửu dương bản thân liền là một cái đối sáng đạo chú văn phi thường cuồng nhiệt người hắn vừa ý tống long hiên thiên phú cũng bình thường là cửu dương hiện tại khẳng định cùng sáng đạo thần chủ cùng nhau tống long hiên trước tại sáng đạo cổ địa bên ngoài rất hiển nhiên bị dặn dò đi làm cái gì sự tình trầm tường tương lâm các ngươi từ khối đá này đi ra là cửu dương cũng rất bất ngờ tống long hiên nhìn thấy trầm tường cùng sư phụ hắn nhận thức hơn nữa quan hệ còn rất tốt trong lòng hắn cảm thấy là lạ, lạ trước hắn đều là gạt sư phụ mình thân phận, không có nói cho trầm tường. Nào có biết trầm tường lại cùng lạc cửu dương nhận thức đúng. Chúng ta trước tại sáng đạo cổ địa bên trong. Trầm tường nói, này nói rất dài dòng. Đúng rồi tiền bối, người nhìn thấy tần xương tỷ sao, nhìn thấy. Các nàng này mấy cái nhà đầu tìm tới ta sau đó, liền bị ta sắp xếp ở một cái chỗ an toàn. Này bên ngoài hiện tại tương đối loạn là cửu dương nói ngươi tại thất sơn thần đảo bên trong khẳng định nghe nói có liên quan với chuyện bên ngoài đi đặc biệt cái gì sáng đạo tà tổ ta rất sớm đã nghe nói sáng đạo tà tổ sự tình trầm tường gật đầu nói đại ca kỳ thực cái kia không phải sáng đạo tà tổ tống long hiên liền vội vàng nói ta biết cái kia là sáng đạo thần chủ đúng không trầm tường cười nói ta cũng là vừa biết đến cái kia bảy sơn các phái sáng đạo thủy tổ mới là bại hoại ngươi là làm sao biết chuyện này lạc cửu dương nhìn tống long hiên tống long hiên liền vội vàng lắc đầu biểu thị chính mình không nói gì quá hắn cũng cảm thấy kỳ quái trầm tường tiến vào sáng đạo cổ địa trước cũng không biết chuyện này tiêu tương lâm quan sát phía sau tảng đá kia bọn họ trước chính là từ tảng đá kia đi ra lạc là... tiền bối các ngươi không có thông qua khối đá này tiến vào sáng đạo cổ địa sao tiêu tương lâm cau mày hỏi lẽ nào khối đá này chỉ có thể từ bên trong đi ra không thể từ nơi này đi vào không phải có thể tới hồi chỉ có điều lúc trước sáng đạo thần chủ đang luyện chế lúc xảy ra chút bất ngờ sử dụng thời điểm cần từ mặt khác khối này kích hoạt bên trong các loại chú văn mới được các ngươi từ bên kia lại đây cũng đã kích hoạt các loại chú văn vì lẽ đó hiện tại chúng ta có thể tiến vào thất sơn thần đảo nói tới chuyện này là cửu dương tương đối cao hưng nếu không là các ngươi tới đến chúng ta còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đi vào thất sơn thần đảo hóa ra là như vậy tiêu tương lâm thông qua bên kia thánh tinh đá tẳng cũng được rất lớn thu hoạch có thể học tập đến bên trong nhiều loại chú văn đột nhiên có người đi vào sơn động là một tên thiếu niên cổ tiền bối trầm tường vội vã hô cổ tiền bối được tiêu tương lâm cười duyên nói là hai người các ngươi người trẻ tuổi nha cổ đồng đi tới nơi này liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì hắn cười nói thật là không có nghĩ đến các ngươi nhưng là bang chúng ta đại ân sáng đạo thần chủ hiện tại vội vàng sao ta nghĩ đi tìm hắn hỏi chuyện trầm tường nói có được hay không đương nhiên thuận tiện đại ca ngươi giúp hắn lớn như vậy một tay lão nhân ra người nhất định sẽ phi thường cảm kích ngươi Tống Long hiên cười nói: Đi, chúng ta đi thấy sáng đạo thần chủ đi trầm. Tường cùng Tiêu Tương Lâm theo bọn họ đi ra sơn động, tiến vào một mảnh trong rừng rậm. Đi tới một cái bên trong nhà gỗ nhỏ, bên trong nhà gỗ nhỏ có một tên áo bào đen bạch phát lão giả dạ, chính nhìn một quyển sách vô cùng chăm chú. Đây là một cái xem ra phi thường hiền lành ông lão cả người lộ ra một luồng chính khí. căn bản không phải cái gì sáng đạo tà tổ đại ca là cửu dương sau khi đi vào khẽ gọi nói vị tiểu huynh đệ này chính là trầm tường ta trước hướng về ngươi nhắc qua ngươi còn nhớ sao sáng đạo thần chủ đang đọc sách thời điểm tựa hồ đối với chuyện bên ngoài không có chút nào biết vì lẽ đó vừa nãy tống long hiên tới nơi này gọi là cửu dương hắn cũng không biết nghe thấy là cửu dương hắn mới nghiêng đầu sang chỗ khác xem trầm tường sáng đạo thần chủ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn ánh mắt tràn ngập ôn hòa, nhưng cũng thâm thúy cực kỳ. Trầm tường cảm giác mình khẳng định bị sáng đạo thần chủ nhìn ra gì đó đến, sáng đạo thần chủ. Tiếu ý càng nồng, đặc biệt nhìn thấy tiêu tương lâm sau đó, trầm tường cũng không ngờ tới. Là cửu dương cùng cổ đồng hai người bọn họ lại cùng sáng đạo thần chủ lại bó, trầm tường cùng. Tiêu tương lâm hướng về sáng đạo thần chủ hành lễ các. Người là làm sao biết cái kia thần bí đường nối biết chuyện này người không nhiều sáng đạo thần chủ đứng dậy đi tới trầm tường trước mặt bọn họ mỉm cười hỏi là thạch thúc nói cho của ta trầm tường nói người biết hắn sao hóa ra là thạch thúc người nhìn thấy hắn mà lại không có chuyện gì này tựa hồ phi thường không được nha sáng đạo thần chủ khá là kinh ngạc hắn biết rõ thạch thúc ở nơi nào vậy cũng là phi thường nguy hiểm bất kể là ai không có bát tổ máu thạch thúc đều sẽ tôn sùng bát tổ khế ước đồ giết chết không cần luận tội mặc dù bát tổ trong đó một tổ đi qua cũng sẽ bị công kích ta dùng cái này đi qua trầm tường phóng thích trong suốt huyễn thể thì ra là như vậy sáng đạo thần chủ cười ha ha chẳng trách nhờ có các ngươi chúng ta mới có biện pháp tiến vào sáng đạo cổ địa bằng không còn không biết phải chờ tới lúc nào các ngươi tới được thời điểm có hay không gặp phải nguy hiểm gì rất nguy hiểm trầm tường đem băng ngọc tông nhiều tên cường giả chuyện vây công hắn nói cho sáng đạo thần chủ sáng đạo thần chủ sau khi nghe xong sắc mặt có chút nghiêm túc bọn họ lại ở bên ngoài kiến tạo một cái tông môn tiêu tương lâm lúc này cho trầm tường truyền âm nhắc nhở hắn là cửu dương cùng cổ đồng cũng đã bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh nếu không là tiêu tương lâm nhắc nhở trầm tường còn không phát hiện là cửu dương cùng cổ đồng bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh điều này hiển nhiên cùng sáng đạo thần chủ có quan hệ trầm tường ngươi không phải mới vừa nói có việc muốn hỏi một chút sao cổ đồng nói đúng rồi tiền bối tại sáng đạo cổ địa bên trong chú văn thú muốn làm sao mới có thể rời đi trầm tường liền vội vàng hỏi ta ở bên trong thu rồi một con chú văn thú làm đồ đệ là trầm tường tiểu sư muội nàng cũng không phải loại này hung ác man thú Tiêu Tương Lâm nói, có biện pháp nào hay không làm cho nàng rời đi sáng đạo cổ điện sáng. Đạo thần chủ nghe xong, cười sang sảng nói, "Này rất dễ dàng. Các ngươi nắm này hạt đan cho nàng ăn là được." Chương 3583, gặp lại Thạch Thúc. Giấu lớn sáng đạo thần chủ cho trầm tường một hạt màu xanh nhạt đan. Trầm tường cùng Tiêu Tương Lâm đều không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, còn có chút không tin. Bất quá đây là sáng đạo thần chủ cho, khẳng định không có vấn đề gì, cảm tạ tiền bối. Tiêu tương lâm rất là cảm kích, bởi vậy, tiểu bạch hồ liền có thể rời đi sáng đạo cổ địa cửu. Dương, cổ đông, các ngươi khoảng thời gian này liền thủ tại chỗ này. Ta phải đến một chỗ tìm kiếm giúp đỡ, bằng không tiến vào sáng đạo cổ địa. Khẳng định đánh không lại bọn hắn. Sáng đạo thần chủ nói, bây giờ chúng ta không cần tại tiến vào thất sơn thần đảo sự gia thao trường lao, mọi người cũng tạm thời nghỉ ngơi một chút, vâng, đại ca. Cổ đồng đáp, sáng đạo thần chủ nhìn phía xa hang núi kia, hít một tiếng sau đó. Lại đột nhiên biến mất rồi, chỉ để lại một tia nhàn nhà thời không khí tức. Nhìn dáng dấp thuấn di chỗ rất xa, ta mang bọn ngươi đi tìm xương nhi các nàng đi. Lạc cửu dương nói, tiêu tương lâm vốn là dự định hỏi một chút phân thân chú văn sự tình nhưng không nghĩ tới sáng đạo thần chủ đi được nhanh như vậy, lập tức đã không thấy tăm hơi. Cũng chỉ có thể sau này hãy nói, trầm tường nhìn thấy tần xương. Bành tuyền phỉ cùng Long Tiết Di các nàng ba cái. Long Tiết Di biết được tiêu tương lâm thu rồi một con cửu vĩ hồ làm đồ đệ. Rất là chờ mong đi gặp thấy con kia tiểu bạch hồ. Nàng cảm thấy lấy sau chính mình lại thêm một người bạn chơi, tần xương mấy người các nàng tiến. Vào U giao Sơn Trang bên trong, các nàng hiện tại có thể muốn hướng về Tiêu Tương Lâm học tập. Sáng đạo chú Văn, chúng ta trước tiên đi Sáng đạo cổ địa nhìn. Trầm Tường nói, xuyên qua tảng đá kia, liền có thể đi đến một mảnh rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm kia vẫn là rất an toàn cổ. Đồng nói, chúng ta đi vào, nhị ca canh giữ ở bên ngoài, được. Lạc Cửu Dương nói, cổ đồng mở ra khối cự thạch này bên trong chú Văn sau đó cùng tống long hiên còn có trầm tường đi vào liền đến đến sáng đạo cổ điện sư thúc chúng ta có thể ở đây phát triển mà ngược lại bọn họ không vào được tống long hiên nói nơi này chất chứa năng lượng muốn so với trước nhiều chỗ quá hơn nhiều này cũng không phải an toàn nhất trầm tường nói bởi vì chỉ có băng ngọc tông biết nơi này nhiều năm qua cũng chỉ là băng ngọc tông chính bọn hắn thử nghiệm đánh tan kết giới nếu là những tông môn khác cũng biết hợp lực công kích nơi này liền khó nói không sai băng ngọc tông khẳng định cho rằng trong này có bảo vật gì vì lẽ đó sẽ không nói cho cái khác sáu phái bất quá trước làm ra động tĩnh lớn như vậy băng ngọc tông khẳng định ẩn giấu không được bao lâu cổ đồng nói đại ca trước hắn đã nói này sáng đạo bảy phái cả ngày đều tại tính toán đối phương đề phòng lẫn nhau không có làm lộn tung lên là lo lắng đại ca đến trả thù bọn họ đến lúc đó không có giúp đỡ từ bên trong đi ra ngoài đúng là rất dễ dàng trầm tường nói đây là tiêu tương lâm nói cho trầm tường có đúng không người muốn đi ra ngoài cổ đồng hỏi hừm ta muốn đem cái kia hạt đan đưa cho sư muội ăn nàng còn chờ ở bên ngoài ta đây trầm tường nói nàng rất sớm đã muốn rời đi sáng đạo cổ địa ta nghĩ làm cho nàng nhanh lên một chút đi xem xem chuyện bên ngoài tốt lắm người nhất định phải cẩn thận cổ đồng vỗ vỗ trầm tường vai trầm tường tu vi không bằng hắn cũng gọi hắn vì là tiền bối nhưng hắn nội tâm đối trầm tường vẫn tương đối kính nể ta cũng muốn cùng đại ca đồng thời tống long hiên thầm nói sau đó sẽ có cơ hội người cẩn thận cùng lạc tiền bối học nhiều ít đồ trầm tường cười nói ta nhất định sẽ cố gắng học tống long hiên trọng trọng gật đầu như vậy cáo từ trầm tường hướng về cổ đồng cùng tống long hiên nói lời từ biệt sau đó cũng sắp bộ chạy về phía một mặt khác tường cao hắn lần trước tiến vào cái kia diện tường cao khẳng định có người bảo vệ hắn sẽ không lại đi bên kia lao ra sau tường cao vẫn còn đang băng ngọc tông bên trong hắn sau khi đi ra có thể nhìn thấy khắp nơi đều là người đi tới đi lui ngạo thế thần cảnh đỉnh phong rất nhiều người đều là băng ngọc tông đệ tử, cũng may không có ngạo thế truyền thuyết cảnh. Bằng không trầm tường so giá dễ dàng bị phát hiện, nhân dịp không có truyền thuyết cảnh tại phù. Cận trầm tường nhanh chóng rời đi băng ngọc tông. Dọc theo đường đi đều phi thường thuận lợi, rời đi băng ngọc tông. Trầm tường thông qua xích hỏa thần long đi cảm ứng tiểu bạch hồ vị trí. Sau đó cưỡi lấy lục đạo thần kính nhanh chóng phi hành đi qua, sáng đạo thần chủ lại luyện chế có một hạt đan xem ra vẫn là rất cổ xưa tiêu tương lâm nhìn kỹ cái kia hạt đan bên trong còn có ngạo thế đan văn lẽ nào là hắn trước đây luyện chế trầm tường không có nhìn kỹ cái kia hạt đan liền cho tiêu tương lâm hẳn là ta suy đoán hắn dự liệu được sau đó mảnh này sáng đạo cổ địa sẽ có không ít như tiểu bạch hồ loại này tốt chú văn thú hắn cũng dự định để mấy cái chú văn thú rời đi sáng đạo cổ địa hoặc là gia nhập hắn trận doanh tiêu tương lâm nói này sáng đạo thần chủ sức mạnh tựa hồ rất yếu nha trầm tường nói bằng không hắn cũng sẽ không đi tìm giúp đỡ trực tiếp đánh vào đến rồi ta cũng có cái cảm giác này tiêu tương lâm nói chúng ta đi hỏi một chút thạch thúc liền biết rồi tiểu bạch hồ chính mình ở tại một cây đại thụ trong hốc cây chờ trầm tường cùng tiêu tương lâm nàng mới không đợi mấy ngày trầm tường cùng tiêu tương lâm liền đến tìm nàng. Nàng nhìn thấy trong tay cái kim mảnh xích hỏa thần long vảy rồng phát sáng, rất là kích động. Nàng đi ra hốc cây, liền cảm ứng trầm tường cùng tiêu tương lâm đến rồi, sư phụ sư huynh. Tiểu bạch hồ làm nũng hô, tiểu bạch hồ nhảy lên lục đạo thần kính. Nhào tới tiêu tương lâm trong lòng. Nàng rất là lo lắng trầm tường cùng tiêu tương lâm không trở lại, tiêu tương lâm ôm tiểu bạch. Hồ cười nói, "Tiểu Bạch Hồ, chúng ta rất nhanh sẽ có thể mang ngươi rời đi sáng đạo cổ địa. Chúng ta đã tìm tới biện pháp này quá tốt rồi." Tiểu Bạch Hồ rất là vui mừng, Long Tuyết Di cũng từ u giao sơn trang bên trong đi ra. Nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ cái kia chín cái đẹp đẽ đuôi, nàng liền hai mắt phát sáng. Chạy tới khẽ vuốt Tiểu Bạch Hồ cũng biết Long Tuyết Di sự tình. "Đây là Phong Khả Nhi nói cho nàng." cho nên nàng nhìn thấy long tiết di cũng không cảm thấy xa lạ hơn nữa còn gỡ xuống đuôi cho long tiết di chơi đùa long tiết di đem một cái đuôi cáo đặt ở chính mình hậu vệ cười cợt nói ta cũng là tiểu hồ ly tinh trầm tường vỗ một cái tát nàng cái kia mềm mại tiểu thí thí người này tiểu thí long người vui đùa một chút là được có thể đừng nghĩ để sư muội đem đuôi đưa người ta liền vui đùa một chút long tiết di đem đuôi đặt ở chính mình cổ tương đương khăn quàng cổ đối trầm tường le lưỡi một cái tiểu bạch hồ tựa hồ rất yêu thích long tiết di này nghịch ngợm bạch long hai người lập tức liền chơi nháo lên tiêu tương lâm cũng bắt các nàng không có cách nào chúng ta trở về đi thôi ta phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa ở chỗ này được thu hoài tiêu tương lâm nói hiện tại có trí tôn chú văn ta sau đó phải đánh thời gian giúp ngươi làm ra ngạo thế đan văn đến khổ cực ngươi ta mỹ lệ sư phụ trầm tường cười nói hừ người trên đường trở về cẩn thận nhớ tới đi tìm thạch thúc đem nhìn thấy sáng đạo thần chủ sự tình nói cho hắn tiêu tương lâm dặn dò sau đó trở lại u dao sơn trang bên trong trầm tường cưỡi lấy lục đạo thần kính đi tới khoảng cách cự thạch trận tương đối gần khu vực an toàn sau đó phóng thích huyễn thể đi tìm thạch thúc thạch thúc ta gặp được sáng đạo thần chủ Trầm tường nói, nhìn thấy là tốt rồi, không nghĩ tới ngươi có thể đi vào cái kia đường nối. Người năng lực thực sự là làm người kinh ngạc, coi như là ta đều không nhất định có thể thành. Thạch thúc thở dài nói. mươi 3584, bảy phái dị động. Dấu lớn trầm tường đem nhìn thấy sáng đạo thần chủ trải qua nói cho thạch thúc xem. Ra hắn vẫn là như cũ, như vậy cẩn thận, hắn còn có thể tìm tới giúp đỡ là tốt rồi thạch thúc thở dài một hơi hắn hiện tại không thể đi ra ngoài hỗ trợ sáng đạo thần chủ cảm thấy rất là bất đắc dĩ thạch thúc sáng đạo thần chủ thực lực thật giống hơi yếu hắn có phải là bị thương trầm tường hỏi đương nhiên không phải thực lực của hắn vẫn luôn là như vậy nói thật đơn đả độc đấu mười cái hắn đều không phải là đối thủ của ta thạch thúc cười nói thế nhưng mà hắn lợi hại nhất chính là luyện đan luyện khí bảy trận đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất ta có thể cái kia diện mạnh mẽ đều là nhờ có ăn hắn đan vậy tại sao bản thân hắn không mạnh đây hắn có thể ăn đan để cho mình trở nên mạnh mẽ nha trầm tường không nghĩ tới sáng đạo thần chủ lại là cái luyện đan cao thủ nha bằng không trước hắn nhất định sẽ cố gắng thỉnh giáo một phen ta cũng cảm thấy kỳ quái ta hỏi qua hắn nhưng hắn chỉ là cười không đáp nếu là hắn tự thân có đủ thực lực, lúc trước thì sẽ không bị cái kia bày cái bán tà sáng đạo thần chủ phong ấn. Thạch thúc cũng không hiểu chuyện này. Thạch thúc ta muốn rời khỏi sáng đạo cổ địa cũng không biết lúc nào trở lại. thật hy vọng có thể cùng ngươi gặp gỡ. Trầm tường nói ta cũng rất hy vọng gặp gỡ ngươi. Sau đó khẳng định có cơ hội, ngươi trên đường cẩn thận. Thạch thúc cười nói, hừm tạm biệt trầm tường thông qua huyễn thể, hướng về thạch thúc cáo biệt, trầm tường cưỡi lấy lục đạo thân. Kính, nhanh chạy như bay tại trong tầng trời thấp. Trở về chiến huy thành, tiểu bạch hồ tại U Giao Sơn Trang bên trong rất hoạt bát. Chủ yếu là bởi vì Long Tiết Di mang theo nàng chơi, tiểu bạch hồ phân ra hai cái phân thân. Tổng cộng thì có ba cái tiểu bạch hồ, mỗi cái tiểu bạch hồ đều có chín cái đuôi. Đây là Long Tiết Di vui mừng nhất địa phương, tiểu bạch hồ đã học được phân thân chú văn nàng tiếp đó sẽ cùng tiêu tương lâm cùng nhau nghiên cứu ngạo thế đan văn. Bởi vì nàng có hai cái phân thân, có thể làm càng nhiều chuyện hơn, chiến huy thành. Trầm tường đã trở thành nơi này truyền ký. Dương Căn Minh Dương danh chiến đội cũng là tiếng tăm rất lớn chiến đội, hoa ly tình được sự. Giúp đỡ của Dương Căn Minh, mở ra một cái rất lớn cửa hàng. Nàng trong tay có rất nhiều phương pháp luyện đan, lại có sáng đạo thánh tinh. Vẫn là trầm tường người ở bên cạnh vì lẽ đó mời chào rất nhiều luyện đan sư, hoa ly tình như cách hỏa đan các như thế. Chỉ cần luyện đan sư huyết hệ không tiết lộ nàng cung cấp phương pháp luyện đan. Nàng liền cho các nàng luyện chế, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Hoa ly tình cửa hàng thì có âm thanh có sắc mà nàng cũng không lo lắng có người đến gây sự. Bởi vì ở đây không chỉ có Phượng Lam Y cái này ngạo thế truyền thuyết cảnh cường giả, còn có một cái liệt đao chiến thần liệt đao chiến thần ăn trầm tường cho lượng lớn ly tình viêm tâm đan đã bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh hắn lúc này cũng nợ trầm tường một bút sáng đạo thánh tinh hắn mặc dù trả hết nợ sau đó vẫn là sẽ tiếp tục theo trầm tường lại này luyện đan sư bắp đùi không phải như vậy tùy tùy tiện tiện thì có đến ôm trầm tường hiện tại ngay ở trong phủ thành chủ cùng dương căn minh uống rượu trầm lão bản ngươi nhưng là để ta đố kỵ chết rồi bên người lại có hai cái ngạo thế truyền thuyết cảnh giúp đỡ dương căn minh một mặt ước ao cười nói luyện đan sư chính là lợi hại đúng rồi trầm lão bản ngươi tự hồ có có thể khiến người ta bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh thần đan vậy ngươi lúc nào đột phá có thể hay không đột phá đến xem người chính ta liền không thích hợp loại này đan trầm tường than thở, phượng lam y cùng liệt đao đều là dùng hỏa ngươi cũng là dùng hỏa đều có điểm đặc trưng chung nha. Dương Căn Minh cau mày nói, tại sao ngươi không được chứ? Của ta hỏa diễm tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải ta chủ tu sức mạnh. Ta còn sửa đường cái khác sức mạnh. Trầm tường tu luyện có nhất định lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian. Hơn nữa còn là rất nhiều năm thì ra là như vậy. Dương Căn Minh thở dài một hơi, yên tâm, nếu là ta làm ra loại này đan, ta nhất định sẽ để thành chủ ngay lập tức nếm thử tiên trầm tường cười nói, ta liền biết trầm lão bản nhất định sẽ chăm sóc của ta. Dương Căn Minh cười ha ha, sau đó cho trầm tường rót rượu, đúng. Rồi thành chủ, khoảng thời gian này bảy phái có hay không động tĩnh gì? Trầm tường hỏi, hắn hiện tại đã biết sáng đạo cổ địa bên trong ẩn giấu đi bảy đại phái sức mạnh. Mạnh nhất, không có. Dương Căn Minh cau mày nói, bình tĩnh đến đáng sợ, như. Vậy có hay không một tên gọi yến cửu ông lão tìm đến ngươi? hắn là bằng hữu của ta. Ta gặp phải hắn, để hắn tìm đến ngươi. Trầm tường lại hỏi, Yến Cửu. Không có. Dương Căn Minh lắc lắc đầu, trầm tường trước cùng Yến Cửu đã nói. Để Yến Cửu đến Chiến Huy Thành tìm Dương Căn Minh, nhưng không có đến, Thành. Chủ, người muốn cảnh giác bảy đại phái. Trầm tường trầm giọng nói, ta biết. Ta sống lâu như vậy, ta có thể cảm giác được, này bảy đại phái tự hồ đang ấp ủ chuyện gì bọn họ khoảng thời gian này những việc làm đều vô cùng khác thường. Ta phải người nhìn bọn hắn chằm chằm khoảng thời gian này đến. Bọn họ ở bên ngoài hoạt động thiếu rất nhiều. Dương Căn Minh nói, bọn họ đột nhiên trở nên rất biết điều, bởi vì bên ngoài sáng đạo ta tổ duyên cớ. Khoảng thời gian này mọi người với bên ngoài sự tình đều không biết. Trầm tường thấp giọng nói, thành chủ, ngươi khả năng không biết sáng đạo băng sơn cũng không phải sáng đạo tà tổ hủy diệt mà là sáng đạo băng sơn băng ngọc tông chính mình gây nên ồ đây là vì sao nếu như không phải trầm tường nói dương căn minh khẳng định không tin hắn rõ ràng hủy diệt một tòa sáng đạo sơn mang ý nghĩa sẽ bị chết bao nhiêu sinh linh mà băng ngọc tông nhưng làm lại chuyện này sáng đạo băng sơn bên trong thì có kết giới mà khi đó sáng đạo tà tổ vừa đi đến sáng đạo băng sơn trầm tường nói dương căn minh nghe xong cau mày nói bọn họ muốn giết sáng đạo tà tổ nhưng chưa thành công bọn họ vì giết sáng đạo tà tổ liều lĩnh trong này khẳng định có cái gì ẩn tình ta chỉ biết là sáng đạo tà tổ đã sớm chết bên ngoài cái kia cũng không phải sáng đạo tà tổ lúc trước bị bọn họ phong ấn nhiều năm mà thất sơn thần đảo cũng không phải dùng sáng đạo tà sơn luyện chế mà thành Trầm tường nói, lúc trước chuyện này đều là bảy đại phái tự mình nói. Vì lẽ đó ai cũng không biết Dương Căn Minh nhưng là một cái lão hoạt đầu. Hắn vừa nghĩ liền có thể rõ ràng trong đó sự tình, mẹ kiếp. Bảy đại phái bọn họ là muốn đem kẻ thù của chính mình tạo thành sáng đạo ta tổ. Sau đó để chúng ta căm hận, ngộ nhận là sáng đạo ta tổ. Lại để chúng ta cùng cái này mạnh mẽ ra hỏa là địch cuối cùng đánh cho cái một mất một con thực sự là quá ác, Dương Căn Minh rất tin tưởng trầm tướng. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Bây giờ thất sơn thần đảo liền phi thường đóng kín. Bọn họ với bên ngoài sự tình không biết gì cả, mà người bên ngoài cũng không cách nào đi vào. Tự nhiên sẽ bị bảy đại phái che đậy, trầm lão bản, ngươi là làm sao biết chuyện này. Dương Căn Minh hỏi, Yến Cửu nói cho của ta. Hắn vốn là viêm sơn môn đệ tử, ta tại sáng đạo cổ địa bên trong gặp phải hắn hắn khi đó bị viêm sơn môn truy sát. Tại sáng đạo cổ địa nơi sâu xa, liền ẩn giấu đi bảy đại phái chân chính sức mạnh mạnh nhất. Trầm tường đem dương căn minh sợ hết hồn, chẳng lẽ nói, cái kia bảy cái sáng đạo thủy tổ đều ở bên trong. Dương căn minh sắc mặt nghiêm túc ta trước liền hoài nghi. Sáng đạo cổ địa chính là thất sơn thần đảo bên trong chất chứa nhiều nhất thiên tài địa bảo địa. Phương, thiên tân chương 3585, hóa cảnh đan văn. Dấu lớn trầm tường cùng Dương Căn Minh nói tới rất nhiều có liên quan với bảy đại phái bí ẩn. Để Dương Căn Minh đối chuyện sau này có chuẩn bị. Bởi vì đón lấy cũng không ai biết sẽ xảy ra như thế nào sự tình, trầm. Lão bản, ngươi đi vào sáng đạo cổ địa bên trong dĩ nhiên có thể biết nhiều chuyện như vậy. Nếu như không phải ngươi, ta hiện tại còn không biết trong tương lai. Thất Sơn Thần Đảo rất có thể sẽ đối mặt đại chiến." Dương Căn Minh nói, trầm tường chưa hề đem hắn nhìn thấy sáng đạo thần chủ sự tình nói cho Dương. "Căn Minh, hắn biến mất rất nhiều không thể nói, thất." Sơn Thần Đảo bị những kia bán tà sáng đạo thủy tổ chiếm lấy, tại không lâu sau đó. "Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp nô dịch chúng ta. Vì lẽ đó sáng đạo thần chủ có hay không xuất hiện trong tương lai đều rất có khả năng biến thành chiến trường." trầm tường nói dương căn minh gật gật đầu ta hiện tại phải bắt đầu làm chuẩn bị ta cũng là ta đi về trước ta đến nhanh lên một chút nghĩ biện pháp bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh trầm tường xích hỏa thần long rất mạnh chỉ là bởi vì tu vi của hắn quá yếu dẫn đến hắn không cách nào vung ra xích hỏa thần long sức mạnh đến trầm tường rời đi phủ thành chủ trở lại bên trong cửa hàng hoa ly tình lúc này chính đang bắt chuyện tới mua đan dược khách hàng Tương Nhi Lâm Nhi cũng đang giúp đỡ, cửa hàng này tổng cộng có 20 tầng lâu cao. Bên trên có thật nhiều luyện đan sư tại luyện đan, mà trầm tường trụ sở của bọn họ nhưng là tại cửa hàng hậu viện, liệt đao chủ yếu phụ trách cửa. Hàng trật tự, phòng ngừa có người đến gây sự, trầm tường sau khi trở về, liền từng nói với hắn. Nếu là có người tại cửa hàng sằng bậy, liền trực tiếp đánh một trận tơi bời. Sau đó ném đến bên ngoài, phượng lam y nhưng là hầu ở hoa ly tình bên người hoa ly tình lúc này là cửa hàng trưởng quỹ là trong cửa hàng nhân vật trọng yếu phượng lam y lo lắng mộc sơn phái người ghi hận trong lòng đến tìm hoa ly tình trả thù cho nên nàng đến bảo vệ hoa ly tình trầm tường lúc này nhưng là ở phía sau viện trong một gian mật thất tiêu tương lâm nắm giữ tiểu bạch hồ hai loại trí tôn chú văn sau đó liền bắt đầu nghiên cứu sáng chế ngạo thế đan văn cái này cũng là trầm tường mong đợi nhất trầm tường từ sáng đạo cổ địa trở về trên đường thì có một ít thiên mà khoảng thời gian này tiêu tương lâm đều tại thời gian trong trận bàn. Nghiên cứu ngạo thế đan văn lúc này đã sắp muốn thành công trầm tường tại trong mật thất không? Ngốc bao lâu tiêu tương lâm liền từ thời gian trong trận bàn đi ra, rốt. Cục làm ra đến rồi, chính là không biết hiệu quả như thế nào. Đây là ta mượn phi thăng đan văn làm ra đến rồi. Ta gia nhập tiểu bạch hồ áp lực chú văn cùng tụ khí chú văn này hai loại trí tôn chú văn đương nhiên tái sinh cùng diễn sinh này hai loại sáng đạo chú văn cũng toàn bộ ở bên trong toàn thể tới nói khá là phức tạp tiêu tương lâm đưa cho trầm tường một khối to lớn thủy tinh bên trong chính là nàng vừa làm ra đến ngạo thế đan văn ngươi đã nắm giữ hết thảy sáng đạo chú văn học lên hẳn là sẽ không quá khó khăn có thể quấy nhiễu ngươi chắc là chỉ có những trí tôn đó chú văn tiêu tương lâm nói ta thử một chút xem trầm tường nói sư phụ loại này ngạo thế đan văn thế nào cũng phải có cái tên chữ ừm tiêu tương lâm trầm ngâm một chút nói gọi là hóa cảnh đan văn đi ta cảm thấy hiệu quả nhất định phải so phi thăng đan văn được kém cỏi nhất cũng là tương đương với phi thăng đan văn như thế chỉ ít người bán ra thời điểm không cần lo lắng viêm sơn môn đến gây sự bởi vì đây là chính ngươi độc nhất ngạo thế đan văn trầm Tường có thật nhiều ngưng có khác phi thăng đan văn ngạo thế hóa thần đan. Nhưng mấy cái đan cũng không thể bán ra, chủ yếu là bởi vì bên trong có phi thăng đan văn. Hắn chỉ có thể trong bóng tối bán cho Dương Căn Minh, không. Biết đến thời điểm đan linh có thể hay không tiến hóa đi ra. Trầm Tường nhìn cái kia phi thường phức tạp hóa cảnh đan văn. Hắn không biết còn có thể hay không thể như học tập phi thăng đan văn thời điểm như vậy nhanh không biết ta ở bên trong đã gia nhập tái sinh chú văn nếu là không thể ngươi cũng chỉ có thể khổ cực luyện chế tiêu tương lâm nói ta đến hiện tại đều không làm rõ đan linh huyền bí chỗ đan linh đều là một loại đan cao nhất phẩm chất hình thái lại trải qua một loạt bước đi mới dựng dục ra đến quá trình khá là phức tạp hơn nữa khó khăn vậy ta hiện tại trước tiên đi nhìn thử một chút này hóa cảnh đan văn trầm tường tiến vào trong mật thất. Bắt đầu luyện chế, lục đạo thần kính cùng thời gian trận bàn đều cho tô mị giao các nàng sử dụng. Các nàng hiện tại muốn tu luyện. Muốn bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, trầm tường tại trong mật thất. Lấy ra thiên sáng đỉnh lô, thả vào luyện chế ngạo thế hóa thần đan dược liệu. Sau đó như thường ngày bắt đầu luyện chế, khi hắn vận dụng xong diễn sinh pháp sau đó. Sắp ngưng đan lúc, hắn liền bắt đầu ngưng khắc hóa cảnh đan văn, nếu là tại trước đây. Hắn khẳng định trước tiên ở trong hư không ngưng khắc thành công ngưng khắc hóa cảnh đan văn, lại bắt đầu luyện đan, mà hiện tại hắn trực tiếp luyện đan. Chủ yếu là vì có thể càng thêm quen thuộc ngưng đan thời khắc vào hóa cảnh đan văn, bởi vì chưa quen thuộc loại này hóa cảnh đan văn. Trầm tường tại ngưng khắc hóa cảnh đan văn vừa bắt đầu liền thất bại, thất bại là thất bại nhưng hắn có thể từ thất bại bên trong tích lũy quý giá kinh nghiệm, xem. Gia ta không có khống chế tốt ngưng đan cùng ngưng khắc hóa cảnh đan văn hướng về thời cơ tốt. Nhất, Trầm Tường chỉ là vừa bắt đầu ngưng khắc hóa cảnh đan văn liền thất bại. Này chủ yếu là dược tinh thể xuất hiện điểm vấn đề, dược tinh thể còn quá lớn, khá là tơi. Ngưng khắc hóa cảnh đan văn lúc bản thân liền cần tiêu hao lượng lớn năng lượng dược tinh thể chứa đựng không được liền xuất hiện vấn đề lần thứ hai thời điểm trầm tường đem dược tinh thể ngưng khắc đến khá là kiên cố thời điểm mới bắt đầu ngưng khắc hóa cảnh đan văn cũng không biết này hóa cảnh đan văn có thể hay không như trước phi thăng đan văn như thế sẽ tiêu hao ta lượng lớn sinh mệnh lực lượng cùng huyết dịch trầm tường trước ngưng khắc phi thăng đan văn thời điểm liền vô cùng nguy hiểm nếu không là hắn u dao sơn trang bên trong giúp đỡ nhiều hắn nhất định sẽ tại ngưng khắc phi thăng đan văn thời điểm có chuyện lần này. Hắn ngưng khắc hóa cảnh đan văn vô cùng thông thuận thật. Không hổ là sư phụ, mượn phi thăng đan văn. Nhưng xem ra nhưng không có phi thăng đan văn cái bóng, nhưng ta quen thuộc phi thăng đan văn. Tại ngưng khắc này hóa cảnh đan văn thời điểm, liền phi thường quen thuộc. Sư phụ vẫn là bảo lưu nhất định phi thăng đan văn thần vận. Để ta ngưng khắc hóa cảnh đan văn thời điểm càng thêm nhanh, tiêu tương lâm quả thật có ý nghĩ như thế có thể nàng không nghĩ tới trầm tường tại học tập này hóa cảnh đan văn thời điểm sẽ nhanh như thế trầm tường lúc này ngưng khắc lần thứ nhất tiếp xúc hóa cảnh đan văn có thể nói là làm liền một mạch không có cảm thấy cái gì trở ngại lại như hắn ngưng khắc phi thăng đan văn như thế thông thuận hắn cũng có thể nhìn ra này hóa cảnh đan văn so sánh phi thăng đan văn biến hóa rất lớn nhưng hắn không có cảm giác đến khó phi thường dĩ nhiên là ngưng khắc đi ra dùng ngạo thế đan văn luyện đan khó nhất một trong chính là ngưng khắc phi thăng đan văn yến cửu trước học tập phi thăng đan văn nhưng là học rất lâu đều không có cái gì tiến triển nếu là không thể nắm giữ ngạo thế đan văn như vậy cũng đừng hy vọng có thể luyện chế ra đan văn thần đan trầm tường hiện tại rất dễ dàng liền vượt qua giai đoạn này hắn loại này nắm giữ ngạo thế đan văn thiên phú nhưng là phải so tiêu tương lâm loại này chú văn thiên sư học tập chú văn nhanh quá hơn. Nhiều, mà đón lấy khó nhất giai đoạn đối trầm tường tới nói là cái khiêu chiến thật lớn. Chính là để hóa cảnh đan văn thức tỉnh, để hóa cảnh đan văn bên trong sức mạnh tuôn ra đến. Mới có thể giao cho thần đan mạnh mẽ công hiệu. mươi 3586, cãi chày cãi cối. Dấu lớn trầm tường đến giai đoạn này thời điểm, thả ra nhị trọng thời gian trận pháp như vậy hắn thì sẽ không bế quan quá lâu bởi vì bên ngoài cửa hàng nói không chắc sẽ có chuyện gì hắn không thể luyện đan lập tức luyện quá lâu ta lần này lại xích hỏa thần long hẳn là sẽ không chật vật như vậy trầm tường nghĩ thầm hắn lần thứ nhất để phi thăng đan văn thời điểm thức tỉnh liền vô cùng nguy hiểm không còn nửa cái mạng muốn bắt đầu truyền vào sinh mệnh lực lượng trầm tường tại chính mình thần hải bầu trời ngưng ra chín cái tái sinh chú văn điều này có thể để hắn thần hải bên trong nước biển nhanh chóng tái sinh nước biển liền mang ý nghĩa hắn hùng hậu ngạo thế lực lượng nếu là tiêu hao quá nhanh hắn cũng có thể thông qua chú văn nhanh chóng bổ sung trở về trầm tường thông qua tiêu tương lâm luyện chế một cái trận pháp đem hắn ngạo thế lực lượng rót vào bên trong sau đó liền có thể ngưng ra lượng lớn sinh mệnh lực lượng sau đó đem sinh mệnh lực lượng truyền vào hóa cảnh đan văn bên trong hắn phóng thích lượng lớn Sinh mệnh lực lượng rất thông thuận truyền vào hóa cảnh đan văn bên trong. Nhưng mấy cái canh giờ sau, hắn cảm giác được không đúng lắm, hấp. Thu sinh mệnh lực lượng tốc độ càng lúc càng nhanh nha. Trầm Tường đột nhiên cảm giác được cái kia hóa cảnh đan văn chính là động không đáy. Điên cuồng nuốt ăn sinh mệnh lực lượng, không tốt. Chuyện gì thế này? Này hóa cảnh đan văn rất không thành thật. Trầm Tường cảm giác được thân thể mình tinh lực chính đang trôi qua hắn cũng không có bắt đầu lấy máu. Cũng không có ý niệm như vậy, thế nhưng hóa cảnh đan văn nhưng có thể ngăn cách thiên sáng đỉnh. Lô trực tiếp thôn vệ thân thể hắn tinh lực, sư muội mau ra đây giúp ta. Trầm tường vội vàng hô, để tiểu bạch hồ từ u giao sơn trang bên trong đi ra. Đồng thời để mỹ cảnh tỉ muội thiên chuyển u giao sơn trang bên trong hết thảy hoa cỏ cây cối. Sinh mệnh lực lượng truyền vào trong thân thể của hắn, tiểu bạch hồ sau khi đi ra tường mặt ngoài thân thể da rẻ khô chú cực kỳ, nhất thời hoảng hốt. Vội vã phân ra hai cái phân thân. Sau đó đem tay đè tại trầm tường phần lưng, ba cái tiểu bạch hồ cho trầm tường rót vào tái sinh. Lực lượng để trầm tường thân thể máu tươi nhanh chóng tái sinh. Bằng không trầm tường liền muốn bị hấp thành người khô, sư muội nhờ có ngươi. Trầm tường cảm giác được thân thể tốt lên. Thở phào nhẹ nhõm, tiểu bạch hồ nhưng là ngạo thế truyền thuyết cảnh đồng thời ba cái phân thân, vận dụng chín cái tái sinh chú văn phóng thích tái sinh lực lượng. Rất nhanh sẽ băng trầm tường khôi phục như cũ rít, sư. Huynh, người luyện đan cũng thật là nguy hiểm nha. Tiểu Bạch Hồ vừa nãy cũng bị sợ đến sắc mặt trắng bạch. Bởi vì trầm tường lại như là đèn cạn dầu như thế, thân thể tràn đầy tử khí ta. Cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, chỉ có thể nói sư phụ dằn vặt đi ra hóa cảnh đan văn quá lợi hại ta có thể gặp phải loại này hóa cảnh đan văn nhất định có thể làm cho thần đan nắm giữ mạnh mẽ công hiệu trầm tường trong lòng mừng như điên không ngớt tiểu bạch hồ trước đối thần đan không khái niệm gì nàng tại sáng đạo cổ địa bên trong cũng chỉ là tình cờ từ bảy đại phái đệ tử trong miệng nghe nói từ khi nàng ăn cái kia hạt sáng đạo thần chủ cho thần đan nàng liền biết thần đan chỗ lợi hại sư muội ngươi có hay không cảm thấy khá là tẻ nhạt Trầm Tường hỏi, bởi vì Tiểu Bạch Hồ tại bên người nàng đã mấy cái canh giờ, đương nhiên sẽ không có thể cùng sư huynh sư phụ cùng nhau, làm sao sẽ không tán gẫu. Tiểu Bạch Hồ cười duyên nói, nàng ba cái phân thân mỗi thời mỗi khắc đều cho Trầm Tường truyền. Vận lượng lớn tái sinh lực lượng, hóa cảnh đan văn không chỉ hấp thu sinh mệnh lực lượng, còn hấp thu Trầm Tường rất nhiều tinh lực. Tốc độ hấp thu là phi thăng đan văn gấp mấy chục lần, điều này cũng có một chỗ tốt chính là đan văn thức tỉnh thời gian không cần dài như thế, sư. Huynh, nếu như ngươi luyện chế ra này hạt đan, ăn đi sau đó sẽ có công hiệu gì? Tiểu Bạch Hồ hỏi, ta tạm thời không biết, tác dụng rất lớn là được rồi. Trầm tường cảm thấy có thể so với dùng phi thăng đan văn luyện chế ngạo thế hóa thần đan tốt. Đối ngạo thế truyền thuyết cảnh hẳn là không tác dụng quá lớn. Đúng là đối ngạo thế thần cảnh người mới có lợi, trầm tường cảm thấy đến thời điểm ăn mấy hạt loại này đan. Liền có thể trực tiếp bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong nếu như đúng là như vậy. Loại này đan nhất định sẽ có thật nhiều ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người cướp phá đầu cũng phải. Mua, trầm tường cửa hàng bên ngoài, có thật nhiều người vây quanh cửa lớn miệng. Thành chủ Dương Căn Minh cũng ở nơi đây, hoa ly tình đứng môn miệng. Liệt đao cùng Phượng Lam Y đều tại hoa ly tình phía sau, biểu hiện nghiêm túc, mộc sơn phái các ngươi phân biệt vô liêm sỉ ngươi cho ta nói rõ tiệm chúng ta phô cái gì phương pháp luyện đang lấy trộm các ngươi hoa ly tình phi thường sinh khí mộc sơn phái quả nhiên đến gây sự trước trầm tường thì có loại này lo lắng bởi vì mục dịch kính cái này thanh mộc chiến đội ông chủ chính là mộc sơn phái bên trong nhân vật trọng yếu nói không chắc vẫn là biết sáng đạo cổ địa bên trong bí mật tông môn người mục dịch kính tổn thất thanh long chiến đế tốt như vậy giúp đỡ mà bây giờ đao bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh tức giận đến không được cho nên mới tới chính là ngạo thế hóa thần đan trầm tường trước tại sáng đạo mộc sơn trải qua hơn nữa còn làm ra rất nhiều đại sự đến hắn khi đó tham gia chúng ta mộc sơn phái ngoại môn tổ chức thi đấu chính là dùng ngạo thế hóa thần đan thu được số một được một cái thời gian trận bàn cùng một hạt sáng đạo thánh tinh làm vì là khen thưởng mà căn cứ chúng ta mộc sơn phái bên ngoài quy định thu được thi đấu thắng lợi người nếu là muốn được khen thưởng thắng lợi thần đan phương pháp luyện đan liền quy mộc sơn phái hết thảy mục dịch kính mạch lạc rõ ràng cười lạnh nói lúc trước bởi vì ngoại môn trưởng lão kiêng kỵ trầm tường thực lực vì lẽ đó nắm trầm tường hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là đem khen thưởng cho trầm tường hiện tại chúng ta mộc sơn phái nội môn biết được việc này vì lẽ đó có lý do đến đòi lời giải thích, nói hưu nói vượn. Hoa ly tình đương nhiên biết trầm tường là làm sao chiếm được thời gian trận ban. Đây quả thật là như vậy, chỉ là không có phương pháp luyện đan quy mộc sơn phái điểm ấy, yêu. Cầu của chúng ta cũng rất đơn giản. Chính là quý điếm không cho phép tái xuất thụ ngạo thế hóa thần đan. Trầm tường thực lực mạnh như vậy. Chúng ta cũng không tốt hướng về hắn đòi hỏi phương pháp luyện đan. Mục dịch kính nói, ngạo thế hóa thần đan không có ngưng khắc phi thăng đan văn. Công hiệu cũng mạnh phi thường sức lực. Có thể làm cho ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong người một đan hóa thần. Mười cái sáng đạo thánh thạch một hạt là trong cửa hàng tốt nhất bán. Cũng là bán đến quý nhất nếu là cửa hàng không cho phép bán ra. Như vậy thu vào nhất định sẽ giảm thiểu rất nhiều, đầu. Tiên, các ngươi mộc sơn phái muốn xuất ra chứng minh đến chứng minh các ngươi mộc sơn phái thi đấu có loại này quy tắc dương căn minh nói kỳ thực cũng rất dễ dàng chứng minh liền để phụ trách thi đấu người hoặc là mộc sơn phái ngoại môn trưởng giáo đi ra phát một cái huyết hệ chứng minh ngươi vừa nãy nói tới quy tắc không giả là được một dịch kính cười lạnh nói ta làm sao có khả năng dễ dàng phát huyết hệ lại mà mộc sơn phái ngoại môn trưởng giáo bởi vì cùng sáng đạo ta tổ giao tay đã trọng thương, những trưởng lão kia càng là tử thương nặng nề, mộc. Sơn phái ngoại môn trưởng giáo khẳng định không có trọng thương. Dương Căn Minh tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng một đạo mục dịch kính là đang nói dối. Hắn bất quá là đang tìm lấy cớ để nơi này hồ đồ tốt. Lắm, chúng ta có thể để cho Trầm lão bản phát một cái huyết thệ. Hắn lúc trước tham gia cái kia thi đấu cũng không có trái với thi đấu quy tắc. Dương Căn Minh lại nói, ta tin tưởng trầm lão bản khẳng định đồng ý làm sáng tỏ chính mình. Phát như vậy một cái huyết thệ cũng là dễ dàng, người. Vây xem liền vội vàng gật đầu, nếu là trầm tường chịu phát huyết thệ. Như vậy mục dịch kính chính là tại hồ đồ, liền muốn chịu đến trừng phạt. mươi 3587, hồ nữ uy thế. Dấu lớn trong đám người có người hô, vậy ngươi còn nói trước mộc sơn phái trưởng lão kiêng kỵ trầm tường thực lực cho nên đối với trầm tường không có cách nào không thể làm gì khác hơn là để trầm tường rời đi câu nói này không khó lý giải các ngươi khẳng định báo cho trầm tường nhưng trầm tường thái độ cứng rắn các ngươi không thể làm gì khác hơn là để hắn đi mà hiện tại ngươi còn nói trầm tường không biết cái này quy tắc chính là các ngươi không đem quy tắc nói với người ta rõ ràng cũng làm người ta mơ mơ hồ hồ dự thi sau đó sau trận đấu sẽ đem quy tắc nói ra này không phải tại bẫy người sao các người thi đấu bản thân thì có vấn đề không coi là mấy mọi người dồn dập kêu to quần chúng vây xem cũng không ngốc lập tức ở giữa có thật nhiều lỗ thủng các vị người này là thanh mộc chiến đội sau lưng ông chủ cũng không biết ai ở trong đám người hô mọi người nhất thời kinh hãi bởi vì những kia đại chiến đội ông chủ bình thường đều phi thường thần bí bây giờ lại có thể người biết được người này là thanh mộc chiến đội ông chủ sau Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đám tình kích phẫn. Dồn dập hô to để Dương Căn Minh xử lý cái này gây sự, mộc. Dịch kính, người như còn chưa cút thì đừng trách ta không khách khí. Liệt đao lạnh lùng nói, liệt đao từng ở thanh mộc chiến đội trải qua, lúc này nói lời như vậy. Cũng làm người cảm thấy bất ngờ, mọi người suy đoán. Liệt đao có thể đã bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, ngươi. Mộc Sơn phái nếu muốn cấm chỉ tiệm chúng ta phô bán ra ngạo thế hóa thần đan cũng được. Các ngươi liền lấy ra đầy đủ mạnh mẽ chứng cứ, để chứng minh ngạo thế hóa thần đan phương pháp luyện đan quy các ngươi Mộc Sơn phái. Không có bất kỳ chứng cứ nào, liền dựa vào một cái miệng ba nói lung tung ai sẽ tin ngươi?" Hoa Ly tình tức giận nói, người này nói rõ chính là muốn gây chuyện, mục dịch kính cắn răng trợn lên giận dữ nhìn Dương Căn Minh cùng Hoa Ly Tình, hắn xác thực không chứng cớ gì. Hắn chính là một là giận dữ liền đến, hắn cũng không hy vọng có thể thành công. Đã nghĩ đến làm ồn ào, các ngươi cửa hàng trầm lão bản vì sao còn không ra. Hắn có phải là trột dạ? Mục dịch kính cười khẩy nói, nơi này đều nháo thành như vậy. Hắn đều không đi ra, một đạo trong lòng hắn có quỷ ta là không bỏ ra nổi chứng cứ. Nhưng hắn đây vì sao không dám đi ra cùng ta đối chất nhau, một. Dịch kính, ngươi vừa nãy nói cái gì thi đấu, này bản thân liền trăm ngàn chỗ hở. Mọi người đều có thể, ngươi này nói rõ chính là tại gây sự. Phượng Lam y lạnh lùng nói, lão bản chúng ta đang bế quan luyện đan. Hắn hiện tại không ra cũng là bình thường sự tình, một. Dịch kính cười ha ha, này đều là các ngươi đang từ chối, trầm tường không dám đi ra chính là trột dạ, rất rõ ràng, mục dịch kính dự định nháo trò đến cùng. Cũng không để ý hậu quả gì, hắn cảm giác mình thực lực không sai. Là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ. Muốn so với Phượng Lam Y cùng liệt đao loại này mới vào ngạo thế truyền thuyết cảnh newbie. Cường, mặc dù là Dương Căn Minh, cũng chỉ là cùng hắn cân sức ngang tài. Hơn nữa, bọn họ ở chỗ này đánh tới đến, nhất định sẽ đem cả tòa thành thị đập nát hắn nhận định dương căn minh sẽ không xuất thủ bằng không đã sớm động thủ rít ngươi đây chính là cố tình gây sự khóc lóc om sòm lan lộn hoa ly tình cắn ngọc nha nàng dễ cái minh biểu hiện nghiêm nghị nắm đấm nắm rất chặt rất rõ ràng đang cực lực khắc chế hoa ly tình đối dương căn minh nháy mắt ra dấu truyền âm cho hắn để hắn tạm thời không muốn ra tay tất cả chờ trầm tường đi ra lại nói ha ha trầm tường không dám đi ra đúng không mục dịch kính ha ha chào phúng cười to ai nói ta không dám đi ra trầm tường âm thanh truyền đến mục dịch kính tiếng cười nhất thời đình chỉ mục lão bản ta bất quá là giết chết ngươi thanh long chiến đế cùng huyết y chiến thần thắng đi ngươi hơn một nghìn sáng đạo thánh tinh sao tất yếu như thế nhằm vào ta sao trầm tường mỉm cười nói thanh long chiến đế cùng huyết y chiến thần đều là chuẩn bị bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh có thể nói là quý giá cực kỳ hơn một nghìn sáng đạo thánh tinh đúng là thứ yếu hai cái ngạo thế truyền thuyết cảnh vậy thì tương đương với muốn mục dịch kính hai cái cánh tay mục dịch kính tường cợt nhà nhấc lên việc này hơn nữa còn rào rạt đắc ý tức giận đến sắc mặt bắp thịt đánh nhảy ngươi không cho tái xuất thụ ngạo thế hóa thần đan mục dịch kính tức giận đến cắn răng từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này đến sự tình ta đại khái hiểu rõ ngươi rất rõ ràng chính là tại gây sự trầm tường thở dài một hơi mục lão bản ngươi kính xin hồi đi ta vừa luyện đan đi ra hơi mệt chút liền không tính toán với ngươi hừ ta chính là đến gây sự vậy thì thế nào các ngươi có thể làm khó dễ được ta ta nhưng là mộc sơn phái hạt nhân trưởng lão các ngươi khả năng không biết ta mộc sơn phái mạnh mẽ nhưng ta cho ngươi biết mục dịch kính nói tới chỗ này cũng cảm giác được khí tức không đúng bởi vì tại bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện ba tên ăn mặc quần trắng nửa mặt già xa nữ tử này ba cái nữ tử thực sự là tiểu bạch hồ cùng nàng phân thân nàng đã đem đuôi ẩn đi nàng tại sáng đạo cổ địa bên trong lâu như vậy cũng bị mộc sơn phái người truy sát quá trầm tường tạm thời còn không muốn để cho nàng bị nhận ra tiểu bạch hồ cùng nàng phân thân tuy rằng bán che mặt xa nhưng cũng có thể đây là ba cái dung mạo tương tự nữ tử con mắt lông mày cái chán cùng mặt hình đều giống như đúc dường như ba bào thay hắn vừa nãy đã thừa nhận là đến gây sự cái kia không có cách nào động thủ trầm tường nói tiểu bạch hồ chỉ là ngạo thế truyền thuyết cảnh sơ kỳ đỉnh phong nhưng nàng có ba cái hơn nữa còn có thể vận dụng trí tôn chú văn mặc dù là bản thân nàng đơn độc một cái vận dụng trí tôn chú văn thực lực cũng có thể sánh vai trong truyền thuyết kỳ rít mục Dịch kính lập tức cũng cảm giác được này ba cái giống như đúc cô gái mặc áo trắng rất mạnh. Chờ hắn muốn phản kháng thời điểm, phát hiện có đến bản thân bốn phương tám hướng áp lực. Đem hắn đè ép đến trôi nổi lên, mục dịch kính bị ba cái tiểu bạch hồ phóng thích áp lực nhốt. Lại, đồng thời bị dơ lên trôi nổi lên, này khiến mục dịch kính trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn tại áp lực bên trong, mặc kệ phóng thích rất mạnh sức mạnh đều không thể phá tan tiểu bạch hồ phóng thích áp lực, tiểu bạch hồ dùng áp lực chú văn thời. Điểm nhưng là hòa vào tăng cường chú văn, vì lẽ đó áp lực càng mạnh hơn càng đáng sợ, Lam. Y đem người mạnh nhất Phượng Hoàng Hỏa thả ra ngoài, đánh về phía Mục Dịch Kính là được. Trầm Tường cho Phượng Lam y truyền âm, Phượng Lam y cũng không biết Trầm Tường lúc nào lại tìm. Tới ba cái mạnh mẽ nữ tử, muốn so với nàng cùng liệt đao cường rất nhiều bằng không cũng không thể lập tức liền hạn chế mục dịch kính, dương căn minh lăng sững sờ. Trầm tường đi tới một chuyến sáng đạo cổ địa trở về. Lại tìm tới ba cái xinh đẹp như hoa mạnh mẽ nữ tử, phượng lam y song trưởng quay về huyền không? Mục dịch kính, khẽ kêu một tiếng. Từng con từng con tiểu lam hỏa phượng hoàng từ lòng bàn tay của nàng không ngừng bốc lên. Bay về phía mục dịch kính, tiểu bạch hồ cảm nhận được phượng lam y loại này thú loại hỏa diễm trong lòng thất kinh dù sao cái kia là phượng hoàng cũng là thú bên trong vương giả một trong ngọn lửa màu xanh lam bị tiểu bạch hồ dùng dung hợp chú văn hòa vào áp lực bên trong sau đó đem này cỗ đến thuần lam phượng hoàng hòa thông qua tuyệt cường áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép hướng về mục dịch kính a a a a mục dịch kính không ngừng kêu thảm thiết cái kia bỏng hỏa diễm đã chui vào trong thân thể của hắn bộ khiến cho hắn cả người bỏng không ngớt, đây chính là đến ta cửa hàng gây sự hậu quả. Trầm tường hô to sau đó, chỉ bên trong lam quang bùng lên. Mục dịch kính trong nháy mắt nổ tung. Bởi vì có tiểu bạch hồ từ bốn phương tám hướng phóng thích áp lực vây quanh. Vì lẽ đó nguồn sức mạnh này không có tiết lộ mảy may. Khiến cho người thán phục liên tục, mục dịch kính chết rồi. Kinh hãi nhất chính là Dương Căn Minh, bởi vì hắn đối mục dịch kính biết gốc biết dễ biết mục dịch kính thực lực, mà trước mắt mục dịch kính lại bị người làm như vậy đi. Một điểm sức phản kháng đều không có, Tiểu Bạch Hồ cũng nhanh chóng lùi vào bên trong cửa hàng. Lúc này nàng cũng lĩnh giáo đến thuật phân thân cho nàng mang đến sức mạnh. Chương 3588, Trực thăng đỉnh phong. Dấu lớn mục dịch kính là ngạo thế truyền thuyết cảnh, vẫn là một cái chiến đội ông chủ. Bản thân lại là Mộc Sơn phái bên trong nhân vật trọng yếu nhưng bây giờ lại bị lập tức giết chết tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi bởi vì ở trong mắt bọn họ ngạo thế truyền thuyết cảnh đều là rất mạnh có thể mới vừa rồi bị ba người đồng thời công kích thậm chí ngay cả phản kháng đều không có phản kháng liền bị hóa thành cho mặc dù là ngạo thế truyền thuyết cảnh người cũng cho là mình khó có thể bị giết chết nhiều lắm cũng chỉ có thể bị thương nặng chạy trốn nhưng hiện tại bọn họ cũng không có loại ý nghĩ này bọn họ cũng không biết vừa nãy ba cái tiểu bạch hồ dùng sức mạnh nào dĩ nhiên có như thế uy lực tiểu bạch hồ xem ra ngây thơ mà quyến rũ có thể nàng tại sáng đạo cổ địa bên trong như vậy năm đối mặt quá nhiều như vậy truy sát bản thân nàng cũng sẽ thỉnh thoảng tham gia chiến đấu thực lực của bản thân nàng liền không yếu hơn nữa nàng còn có trí tôn chú văn liền ngay cả trầm tường đều không nghĩ tới nàng có thể lập tức thuấn sát mục dịch kính cửa Hàng tiếp tục doanh nghiệp, kính xin các vị quang lâm nhiều hơn. Chúng ta bảo đảm lần sau sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Trầm Tường cười nói, sau đó cũng tới đến hậu viện, Phượng Lam y cùng sau lưng Trầm Tường. Nàng muốn nhìn một chút cái này tân đồng bọn đến cùng là ai, Lam. Y, đây là sư muội của ta Tiểu Bạch Hồ. Trầm Tường cười nói, sau đó cũng giới thiệu Phượng Lam y cho Tiểu Bạch Hồ nhận thức nàng là phượng lam y là một con lam hỏa phượng hoàng quả nhiên là phượng hoàng chẳng trách tiểu bạch hồ hơi mỉm cười nói cùng phượng lam y chào hỏi sư muội phượng lam y đúng là không nghĩ tới trầm tường đột nhiên sẽ thêm ra một sư muội đến thực lực còn đáng sợ như vậy đúng trầm tường cười cợt nói rất lợi hại đúng không phượng lam y gật gật đầu tiểu bạch hồ thực lực xác thực rất mạnh nàng cũng là đi tới hậu viện mới biết cái kia cũng không phải ba bào thai mà là chỉ có một người vừa nãy nàng nhìn thấy mặt khác hai cái đều là phân thân phân thân sau đó còn có thể mạnh như vậy điểm ấy liền làm nàng cảm thấy khó mà tin nổi nàng cũng không biết phân thân chú văn sự tình sư muội ngươi nếu là không có chuyện gì cũng tại trong cửa hàng ta sẽ an bài lam y dẫn ngươi đi đi giáo trầm tường nói tiểu bạch hồ từ sáng đạo cổ địa bên trong đi ra chính là vì muốn kiến thức kiến thức này thế giới bên ngoài, bây giờ nàng đi ra. Nhưng trầm tường nhưng vẫn không có dẫn nàng đi chơi, ừm. Tiểu Bạch Hồ gật đầu nở nụ cười. Nàng cũng vô cùng nghĩ đến nơi nhìn, hoa ly tình còn ở bên ngoài vội vàng. Trầm tường Phượng Lam Y chờ một chút đem Tiểu Bạch Hồ giới thiệu cho nàng cùng liệt đao nhận. Thức, sau đó hắn liền tiến vào trong mật thất, hắn đã thành công đem hóa cảnh đan văn ngưng khác. Vào một hạt ngạo thế hóa thần đan bên trên bây giờ này hạt ngạo thế hóa thần đan phẩm chất như thế nào hắn cũng không biết bởi vì hắn không có ăn hắn đúng là đem này hạt đan cho giang tư lệ lúc này giang tư lệ còn tại nhìn cái kia hạt đan loại này đan độ khó luyện chế rất lớn giang tư lệ cũng không nợ ăn vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là cầm đan đi cảm ứng trong đó sức mạnh nhìn có thể hay không để cho nàng tiến hóa giang tư lệ rất nhanh có kết quả không thể giang tư lệ nói nàng đem đan trả lại trầm tường trầm đại ca ta cũng không biết là nguyên nhân gì nói chung chúng ta không cách nào ăn loại này đan tiến hóa trước cũng từng thử không thể sau đó hắn tại ngạo thế hóa thần đan bên trong gia nhập tái sinh chú văn liền thành công có phải là cùng trước cái kia dùng phi thăng đan văn luyện chế ngạo thế hóa thần đan như thế trầm tường hỏi không phải ta cũng không biết là tại sao ta chỉ là có thể cảm giác được ta ăn loại này đan không thể tiến hóa bởi vì bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh ta không cách nào thông qua ta lúc này tu vi ngưng đi ra giang tư lệ lắc lắc đầu được rồi ta chỉ có thể chính mình luyện chế trầm tường có thể xác định chính là tại trong tay hắn đan công hiệu nhất định sẽ rất tốt còn tốt bao nhiêu hắn còn phải chính mình nếm thử xem mới sẽ biết trầm tường nhìn trong tay cái kia hạt mặt ngoài tràn đầy các loại đan văn màu vàng viên thuốc. Những kia đan văn phi thường đẹp đẽ, để hắn có chút nhịn ăn. Ngay ở hắn muốn kiêm chức đưa vào trong miệng thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, này. Hạt đan chắc là không thích hợp ta ăn. Trầm tường nói, sau đó hắn nhìn một chút u dao sơn trang bên trong nữ tử. Lại đều bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, các nàng đều là thông qua thời gian trận bàn sau đó ăn lượng lớn thượng phẩm ngạo thế hóa thần đan mới đột phá, đi tìm Tương Nhi. Trầm Tường lập tức chạy ra mật thất, đem Tương Nhi đưa vào trong mật thất, Tương Nhi cùng Trầm Tường một chỗ một thất. Phương tâm ám động, nàng mặc dù biết Trầm Tường là cái tiểu bại hoại, nhưng trong nội tâm vẫn là rất chờ mong, mà chủ nhân của nàng tiêu tương lâm tựa hồ cũng không phản đối. Trước tiêu tương lâm đã nói muốn đem này đối nha hoàn tỉ muội đưa cho trầm tường, tương nhi người ăn này hạt đan trầm tường đem cái kia hạt dùng hóa cảnh đan văn luyện chế ra đến ngạo thế hóa thần đan đưa cho tương nhi tương nhi mơ tưởng viển vông đồng thời tiếp nhận trầm tường truyền đạt đan ăn sau đó nói không chắc có thể cho ngươi bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong trầm tường lặng lẽ cười đạo sau đó nặn nặn tương nhi cái kia tiếu mỹ mặt đỏ thắm trứng có thật không tương nhi là ngạo thế thần cảnh hậu kỳ nàng cũng là ăn trầm tường đan vẫn đột phá tới, thế nhưng nàng biết nếu là muốn bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, cần ăn càng nhiều thượng phẩm ngạo thế hóa thần đan mới được. Cho nên nàng lúc này có chút không dám tin tưởng, thử một chút xem không đi, ta cũng không xác định nếu như không được. Vậy ít nhất cũng sẽ để ngươi có tiến bộ rất lớn. Trầm Tường nói, "Ừm." Tường Nhi gật gật đầu, sau đó đem đan ăn, Trầm Tường đối với nàng triển khai một cái tam trọng lĩnh vực thời gian chờ ở bên ngoài nàng tam trọng lĩnh vực thời gian có thể làm cho trong lĩnh vực cùng bên ngoài tranh lệch thời gian cự càng to lớn hơn trầm tường chờ ở bên ngoài một đoạn ngắn thời gian tường nhì tại lĩnh vực thời gian bên trong hô trầm lão bản thành công ta đột phá trầm tường lập tức đem lĩnh vực thời gian bỏ chạy ngươi luyện hóa bao lâu trầm tường hỏi hai mười ngày khoảng chừng trái phải đi Tương Nhi rất là vui mừng, nàng không nghĩ tới chính mình như vậy nhanh liền vấn đỉnh ngạo thế. Thần cảnh đỉnh phong, nếu như không có trầm tường đan. Nàng hiện tại còn tại ngạo thế thần cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ đây, khà. Khà, này đều nhiều hơn thiệt thòi các ngươi đại tỷ, nàng ngạo thế đan văn phi thường lợi hại. Trầm tường cười nói, đại tỷ chính là lợi hại, bất quá trầm lão bản cũng rất lợi hại. Bằng không cũng luyện chế không ra loại này đan đến tương nhi cười ngọt ngào nói miệng nhi thật ngọt thật muốn hôn nhẹ trầm tường cười xấu xa nói vậy thì thân đi tương nhi mặt một đỏ khẽ sẳng giọng trầm tường cười xấu xa một tiếng vừa có ý tưởng này đã nghĩ đến tiêu tương lâm tuy nói tiêu tương lâm trước đã nói muốn đem nha hoàn đưa cho hắn nhưng cũng không biết có phải là chuyện cười thoại vì lẽ đó hắn bỏ đi ý nghĩ chỉ là hôn một cái tương nhi xinh đẹp mặt ngươi nói cho lâm nhi chờ ta luyện chế ra hạ một hạt liền để nàng ăn đến lúc đó nàng cũng có thể giống như ngươi đột phá trầm tường nói hừm lão bản ngươi thật tốt tương nhi ngọt ngào nở nụ cười sau đó đi ra trầm tường mật thất trầm tường hiện tại đã xác định loại này đan công hiệu có thể khiến người ta từ ngạo thế thần cảnh hậu kỳ bước vào đỉnh phong hắn đem đặt tên là thần phong thần đan rốt cục có thể bán ra đan văn thần đan Trầm tường cũng không biết có thể bán bao nhiêu. Bất quá hắn đến đầu tiên cho Dương Căn Minh một ít. Đồng thời cũng làm cho Dương Căn Minh đến kiến nghị bán ra giá cả. Trường 3589, Thần Phong Thần Đan. Dấu lớn tiêu tương lâm hai cái phân thân còn tại cảm ngộ cái kia hai cái truyền thuyết chú văn. Bản thể đúng là thanh nhàn không ít. Bởi vì nàng hiện tại đã cho trầm tường làm ra ngạo thế đan văn đến, sư phụ người giúp ta luyện chế một cái tốt một chút lò luyện đan cứ dựa theo thiên sáng đỉnh lô luyện chế cái giống như đúc trầm tường nói hắn hiện tại có sáng đạo thánh tinh mà tiêu tương lâm nắm giữ các loại chú văn nhất định có thể luyện chế trừ rất tốt lò luyện đan cho hắn không thành vấn đề ta để tiểu khả nhi giúp ta chúng ta rất nhanh sẽ có thể hoàn thành tiêu tương lâm nói nàng tại thời gian trong trận bàn nhất định sẽ rất nhanh buổi tối Cửa hàng đóng cửa, Phượng Lam y mang theo Tiểu Bạch Hồ một cái phân thân ở trong thành đi dạo. Một cả ngày mới trở về, Trầm Tường đi tới Hoa Ly Tình gian phòng, "Ly, Tình tỉ, luyện chế tạo nguyên thần đan tạo nguyên tử trúc ngươi cho tới hay chưa?" Trầm Tường hỏi, hắn đi sáng đạo cổ địa trước, liền để Hoa Ly Tình nghĩ biện pháp đi thu mua tạo nguyên tử trúc. Cùng với một ít thượng phẩm sáng đạo thần dược đã có tiến triển, có người đã đáp ứng ta, sẽ cho ta làm ra Chắc là tại trong hai ngày này liền có thể đến." Hoa Ly Tình khẽ cười nói, "Tương Nhi nói với ta, ngươi luyện chế ra một loại đan mới. Có thể làm cho nàng trực tiếp bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, gọi là gì đan? Thần. Phong thần đan, Ly Tình tỷ, ngươi cảm thấy vậy đại khái có thể bán bao nhiêu sáng đạo thánh?" Tinh, trầm tường nói, "Tại nhưng là đan văn thần đan, ngươi dự định bán?" Chẳng lẽ nói bên trong ngạo thế đan văn cũng không phải phi thăng đan văn? Hoa Ly tình mừng rỡ không thôi, đúng, là sư phụ của ta vừa làm ra đến hóa cảnh đan văn. Trầm Tường cười nói, ta cảm thấy đây có thể lấy sáng đạo thánh tinh giá cả bỏ ra thụ trầm. Tường trước bán ra thượng trung hạ phẩm một tổ ngạo thế hóa thần đan cho Dương Căn Minh. Cũng chỉ là năm cái sáng đạo thánh tinh, tuy rằng rất cao. Nhưng này trong đó có hai cái là khắc vào ngạo thế đan văn, cái này khó nói. Nhưng ta cảm thấy cao bao nhiêu đều sẽ có người đến mua. Hoa Ly tình cao mày suy tư, bởi vì cũng không phải ai đều có thể thiên phú bước vào ngạo thế. Thần cảnh đỉnh phong, căn cứ của ta điều tra. Ở đây thì có rất nhiều ngạo thế thần cảnh hậu kỳ ông lão sắp đèn cạn dầu. Mà những lão giả này khẳng định có nhất định tích chữ. Nếu là bọn họ vẫn chưa thể bước vào đỉnh phong, cái kia nhất định sẽ tuổi thọ tiêu hao hết, nói. Như vậy, nhóm người này chính là chúng ta mục tiêu chủ yếu. Trầm tường nói, đúng ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người tuổi thọ rất dài bọn họ khẳng định tích góp không ít sáng đạo thánh tinh hoặc là các loại của cải hoa ly tình nói nếu như số lượng lớn chúng ta nhất định có thể nhanh chóng kiếm được rất lớn một bút sáng đạo thánh tinh sáng đạo thánh tinh chỗ dùng lớn nhất chính là có thể dự trữ lượng lớn năng lượng cần dùng gấp thời điểm hiệu quả tốt vô cùng tỉ như trước hắn đã tiêu hao rất nhanh thế nhưng thả mấy hạt tiến vào thần hải trong nước biển hắn rất nhanh sẽ có thể khôi phục cụ thể ta lại điều tra điều tra xem chỉ cần ta biết rõ đám người kia đại khái có thể chịu đựng giá cả đến thời điểm chúng ta liền có thể chuẩn xác định giá hoa ly tình nói sau đó sẽ đi hỏi một chút thành chủ loại này đan hắn khẳng định cần không ít tiểu bạch hồ ngày hôm nay cũng chơi đủ rồi xem như là thấy được sáng đạo cổ địa thế giới bên ngoài nàng tiến vào u giao sơn trang bên trong cùng long tiết di ở bên trong chơi đùa ngươi muốn lò luyện đan luyện chế được rồi tiêu tương lâm từ thời gian trong trận bàn đi ra lấy ra một cái thiên sáng đỉnh lô cùng trầm tường hiện tại giống như đúc tiêu tương lâm cũng không biết trầm tường dùng để làm gì trầm tường chỉ là lo lắng cho mình luyện đan quá mạnh đến thời điểm thiên sáng đỉnh lô bị làm hỏng vì lẽ đó để tiêu tương lâm luyện chế một cái cho hắn đồ dự bị trước tiên luyện chế thần phong thần đan, như vậy cũng có thể quen thuộc hóa cảnh đan văn. Chờ tạo nguyên thần đan dược liệu đúng chỗ. Luyện chế tạo nguyên thần đan ngưng khắc hóa cảnh đan văn liền dễ dàng hơn nhiều. Trầm tường là như thế dự định, ngược lại hắn cảm thấy hiện tại thần phong thần đan nhất định có. Thể bán một cái không sai giá cả, luyện chế thần phong thần đan cần thiết thời gian tương đối. Dài, tại tiểu bạch hồ dưới sự giúp đỡ. Trầm Tường cũng cần một năm này mới có thể luyện chế ra một hạt. Bất quá hắn cảm thấy này vẫn tương đối nhanh, hắn một hơi luyện chế hơn 10 hạt. Mới từ lục đạo thần kính bên trong thời gian trận pháp đi ra. Đều là như thế luyện chế xuống, hắn cảm thấy rất muộn. Bất quá tiểu Bạch Hồ đúng là cảm thấy không có gì. Bởi vì nàng khá là yêu thích cùng Trầm Tường sống chung một chỗ. Nghe Trầm Tường đánh trống lảng, mục dịch kính bị giết chết náo động thất sơn thần đảo mỗi bên thành phố lớn cùng tông môn ngạo thế truyền thuyết cảnh bị trước mặt mọi người giết chết chuyện như vậy trước đây cũng từng có chỉ là đều sẽ bùng nổ ra rất chiến đấu kịch liệt không giống lần này lập tức liền bị người giết chết mộc sơn phái tạm thời không động tĩnh gì nhưng bọn họ nhất định sẽ trả thù bây giờ mộc sơn phái cũng không thể nói cái gì bởi vì lúc trước mục dịch kính nhưng là thừa nhận chính mình là đi gây sự chiến huy thành quy tắc ai cũng rõ ràng, đi gây sự bị người giết chết chỉ do bình thường. Huống hồ dương căn minh người thành chủ này cũng ở đây lên, trầm tường đi tới phủ thành. Chủ trầm lão bản, bên cạnh ngươi cũng thật là nhân tài đông đúc nha. Dương Căn Minh thở dài nói, hắn nhìn một chút trầm tường phía sau. Không nhìn thấy ba người kia bán che mặt xa nữ tử. Trầm tường là một người đến, tiểu bạch hồ cùng nàng hai cái phân thân nhưng là để Dương Căn. Minh trong lòng sợ hãi, bởi vì thực lực của hắn cùng mục dịch kính tương đương. Chuyện này ý nghĩa là ba cái tiểu bạch hồ giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay, các. Nàng không có tới, tại cửa hàng đây. Trầm tường cười nói, thành chủ ta nhưng là mang đến thứ tốt, trầm. Tường luyện chế ra 11 hạt thần phong thần đan, cho một hạt lâm nhi. Làm cho nàng ăn đột phá, lần thứ hai nghiệm chứng thần phong thần đan công hiệu hắn mới tìm đến dương căn minh dương căn minh làm vì là thành chủ tại chiến huy thành giao thiệp vẫn là rất rộng rất nhiều lúc đều có thể giúp đỡ không ít việc trước hắn liền giúp hoa ly tình thu mua đến rất nhiều thượng phẩm sáng đạo thần dược vật gì tốt dương căn minh vội vàng hỏi trầm tường đem thần phong thần đan lấy ra thần bí cười nói thành chủ đây là thần phong thần đan chỉ cần ngạo thế thần cảnh hậu kỳ ăn luyện hóa đại khái 20 ngày khoảng chừng trái phải. Liền có thể bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, đây là thứ tốt đi, Dương. Căn Minh hút một ngụm khí lạnh, kinh ngạc gật đầu nói, vâng vâng vâng. Không nghĩ tới trầm lão bản thật sự làm ra loại này đan đến rồi, đây nhất định có thể đại bán. Hơn nữa còn có thể cho ngươi tiếng tăm càng to lớn hơn, ta. Này có 10 hạt là ta đầu tiên cho thành chủ chuẩn bị. Trầm Tường cười nói, lấy ra 10 hạt Thần Phong Thần Đan đưa cho Dương Căn Minh, "Giá cả mà." "Thành chủ chính ngươi quyết định là được, Dương." Căn Minh rất rõ ràng Thần Phong Thần Đan mang đến hiệu ích. Đầu tiên là có thể khiến người ta nhanh chóng bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Tuy rằng rất nhiều người đều thường thường đi Thần Phong đấu trường vây xem chiến đấu, nhưng ngạo thế thần cảnh đỉnh phong người cũng không phải quá nhiều, nếu như hắn có thể làm cho Ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người nhanh chóng bước vào đỉnh phong. Như vậy những người này trong tương lai, nhất định sẽ giúp hắn kiếm được càng nhiều sáng đạo thánh tinh. Kiếm lời hồi mua thần phong thần đan phí dụng, cho. Dương Căn Minh đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ, một trăm sáng đạo thánh tinh một hạt. Trầm Tường nhìn thấy bên trong có một ngàn hạt sáng đạo thánh tinh, có chút bất ngờ. Bởi vì trước hoa ly tình đã nói với hắn, 50 hạt sáng đạo thánh tinh khoảng trường. Trái phải là đại đa số ngạo thế thần cảnh đỉnh phong có thể chịu đựng đạt được. Chương 3590, huyết diễn chú văn. Dấu Lớn Dương Căn Minh mỉm cười nói, "Trầm lão bản, ngươi đan hoàn toàn đáng giá cái giá này. Ngươi không tin ngươi công khai bán ra nhìn, ta chỉ là hiện nay còn không cần nhiều như vậy, hơn nữa trong tay cũng có chút liền. Bằng không ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, Dương." Căn Minh có thể thoải mái đưa ra cái giá này chứng minh hắn phi thường rõ ràng cái giá này có thể hay không bán đi ngươi không biết một cái ngạo thế thần cảnh đỉnh phong người có thể phát huy ra bao lớn giá trị đến bị vây chết tại ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người lượng lớn mà những thứ này có không ít đều là nắm giữ sáng đạo thánh tinh dương căn minh lắc đầu thở dài mặc dù là ta trước bồi dưỡng quá người có thể có không ít trước sau đều không thể bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong Mặc dù ăn đan cũng cần ăn thời gian rất lâu. Cần thiết sáng đạo thánh tinh vượt xa 100, trầm. Tường gật gật đầu, nói như vậy, ta sau đó liền bán 100 sáng đạo thánh tinh một hạt. Hắn sau khi trở về, phải cùng hoa ly tình thương lượng một chút thành. Chủ, người trước tiên đi thử xem này thần phong thần đan đi. Ta trước chỉ ở hai người trên người từng thử. Ta nghĩ nhìn có phải là tại tuyệt đại đa số người trên người đều hữu hiệu trầm tường nói nếu là không có đạt đến hiệu quả ta sẽ đem sáng đạo thánh tinh trả lại cho ngươi ta tin tưởng nhất định có thể thành dương căn minh đối trầm tường vô cùng tin tưởng hắn đem trầm tường đưa ra phủ thành chủ sau đó liền vội vàng đi sắp xếp người thử nghiệm trầm tường trở lại cửa hàng tìm hoa ly tình nói rồi một hồi chuyện này hoa ly tình cũng không định đến dương căn minh lại dùng một trăm sáng đạo thánh tinh mua một hạt nàng hiện tại cũng quyết định liền bán 100 sáng đạo thánh tinh, hoa ly tình cho trầm tường mấy chục loại thượng phẩm sáng. Đạo thần dược, trầm tường đem sáng đạo thần dược giao cho Hà Phượng Viện. Để Hà Phượng Viện từ bên trong chọn, nhìn có hay không có thể cùng tạo nguyên tử trúc dung hợp. Hắn cũng không thể trực tiếp dùng tạo nguyên tử trúc luyện chế tạo nguyên thần đan. Này rất dễ dàng sẽ bị người phát hiện. Vì lẽ đó hắn cần tăng thêm cái khác sáng đạo thần dược tạo nguyên tử trúc cũng đã tới tay ngón tay bình thường bé nhỏ như là màu tím thủy tinh tổng cộng có chín tiết trầm tường đem giao cho mỹ cảnh tỉ muội đi trồng trọt tiểu bạch hồ lúc này cũng có thể giúp đỡ rất nhiều vội vàng nàng vận dụng diễn sinh chú văn cùng tái sinh chú văn có thể làm cho dược liệu nhanh chóng sinh trưởng hơn nữa nàng đệ nhị trí tôn chú văn tụ khí chú văn cũng đưa đến rất lớn công hiệu hà phượng viện phối hợp phương pháp luyện đan cần thời gian, trầm tường trong khoảng thời gian này bên trong. Lại luyện chế hơn 10 hạt thần phong thần đan. Đây chỉ là đi qua hơn một canh giờ mà thôi, hắn từ thời gian trong trận pháp đi ra. Hoa ly tình nhìn thấy hắn đi tới cửa hàng trong sảnh, vội vàng đi tới, cho hắn truyền âm. Thành chủ tìm ngươi, hắn nói có chí tôn chú văn bán ra, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Người đi hỏi một chút hắn, trầm tường lập tức đi ra cửa hàng vội vàng đi tìm dương căn minh trầm lão bản người thần phong thần đan thực sự là kỳ hiệu nha dương căn minh đã thời gian sử dụng trận bàn để hắn mấy cái bộ hạ bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong vậy thì tốt thành chủ người nói có trí tôn chú văn bán ra tình huống cụ thể thế nào trầm tường hỏi loại này trí tôn chú văn gọi là huyết diễn chú văn chỉ cần làm ra loại này chú văn liền có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng ngừng ra mạnh mẽ dòng máu đến. Dương Căn Minh nói, giới thiệu lên là nói như vậy. Theo ta được biết, luyện chế đan văn thần đan thời điểm. Cần tiêu hao rất nhiều máu dịch, đúng. Xem ra này sẽ có thật nhiều người ra tay tranh mua nha. Trầm tường nói, này trí tôn chú văn đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Hắn mỗi lần luyện chế đan văn thần đan, đều cần phóng thích lượng lớn máu tươi nếu là hắn để tiêu tương lâm đem huyết diễn chú văn hòa vào hóa cảnh đan văn bên trong. Như vậy hắn luyện đan thời điểm. Chỉ cần cung cấp năng lượng là được đến thời điểm ngươi không đủ sáng đạo thánh tinh. Ta có thể cho ngươi mượn. Dương Căn Minh nói, khoảng cách mở bán còn có 3 ngày đi. Sẽ dùng bán đấu giá phương thức bỏ ra thụ, 3 ngày. Được, trầm tường chỉ có 3 ngày thời gian đến chuẩn bị sáng đạo thánh tinh hắn cảm thấy chắc là không là vấn đề, nhiều lắm chính là sẽ buồn tẻ điểm ta. Có thể cho người mượn lưỡng vạn sáng đạo thánh tinh. Dương Căn Minh nói, đây là ta hiện nay có thể sử dụng, đa tạ. Trầm tường gật gật đầu, sau đó vội vàng trở về cửa hàng, đem chuyện này nói cho Hoa Ly Tình. Sau đó cho nàng 10 hạt thần phong thần đan, trước. Tiên bán này 10 hạt ta sẽ lục tục luyện chế ra đến, trầm. Tường cảm giác mình cùng tiểu bạch hồ nếu là liều mạng. Tại thời gian trong trận pháp không gián đoạn luyện chế. Một ngày luyện chế 100 hạt thần phong thần đan cũng không là vấn đề, ba ngày luyện chế ra. 300 hạt thần phong thần đan, một cái sáng đạo thánh tinh một hạt. Liền có thể được ba vạn sáng đạo thánh tinh, hơn nữa dương căn minh mượn tới lưỡng vạn. Trầm tường cảm thấy chắc là đủ bắt huyết diễn chú văn, ông. Chủ, nếu không này 10 hạt ta trước tiên bán 150 cái sáng đạo thánh tinh một hạt nếu là không ai mua ta sẽ đem giá cả hạ xuống được hoa ly tình nói chúng ta hiện tại ai cũng không thể xác định loại này đan giá cả ta cảm thấy chắc là từ cao đi xuống cũng được trầm tường gật gật đầu ta đi luyện đan ta sẽ lục tục cung cấp loại này đan cho các ngươi bán ra trầm tường dự định được huyết diễn chú văn sau đó liền để tiêu tương lâm đem hòa vào hóa cảnh đan văn bên trong sau đó sẽ đi luyện chế tạo nguyên thần đan hắn có thể hay không bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh liền xem tạo nguyên thần đan trầm lão bản cửa hàng tại chiến huy thành có thể nói là nổi danh nhất đan dược cửa hàng vì lẽ đó hoa ly tình tiên bố thần phong thần đan sau đó lập tức gây nên rất lớn náo động đặc biệt những kia bị vây ở ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người đều hòa tốc tới rồi chỉ là không bao lâu lối vào cửa hàng đều đầy ắp người hoa trưởng quỹ nói mau giá cả nha mọi người đến rồi rất nhiều người cũng đừng thừa nước đục thả câu, mua bao nhiêu nói thẳng đi. Chúng ta mua không nổi cũng sẽ không nói cái gì, mấy. Vạn năm, trong tay ta có không ít sáng đạo thánh tinh. Ta cũng không muốn mang theo mấy cái sáng đạo thánh tinh đi chết, mau mau nói giá cả trong. Tay ta hiện nay chỉ có 10 hạt. Chờ một chút ta sẽ dùng rút thăm phương thức bỏ ra thụ cho mọi người. Hoa ly tình nhìn thấy mọi người như vậy nhiệt tình, trong lòng rất là cao hứng hơi mỉm cười nói, hiện nay giá cả là 150 cái sáng đạo thánh tinh một hạt. Tiệm chúng ta phô tín dự mọi người đều rõ ràng, nếu là không có hiệu quả. Chúng ta gấp đôi đổi sáng đạo thánh tinh, 150. Cái sáng đạo thánh tinh, tất cả mọi người trầm mặc sau đó thấp giọng thảo luận. Loại này đan nói quý cũng không mắc, toán tiện nghi cũng không rẻ. Bất quá rất nhiều người đều cảm thấy rất đáng giá, có thể khiến người ta phá tan bình cảnh. Đột phá một cảnh giới, điều này có thể làm người càng mạnh hơn, tuổi thọ càng dài. Tương đương với sống lại, muốn mua. Có thể tiến vào tiệm chúng ta phô phòng khách chờ đợi rút thăm. Hoa ly tình nói, sau đó có vài tên đầy mặt tử khí ông lão vội vàng đi tới, tiếp theo mười mấy. Người cũng đi vào cửa hàng, cuối cùng tiến vào cửa hàng thì có hơn một trăm người, hoa ly tình cảm. Thấy hết sức hài lòng, bởi vì có thể đi tới nơi này, chỉ là một số ít người nếu là những thành thị khác người biết được, nhất định sẽ có càng nhiều người đến, rút thăm sau khi kết thúc. Hoa ly tình rất nhanh sẽ cầm trong tay 10 hạt thần phong thần đan bán ra. Thu được 1,500 sáng đạo thánh tinh, này làm nàng âm thầm kích động. Sau đó sẽ có càng nhiều sáng đạo thánh tinh. chương 3591, thần bí chú văn thú. Dấu lớn mộc sơn phái mục dịch kính bị giết chết sau đó. Mộc Sơn phái tại Chiến Huy Thành bên trong triệt để xa sút tại trước đây. Mộc Sơn phái tại Chiến Huy Thành bên trong còn có trên cửa hàng. Nhưng hiện tại toàn bộ đóng cửa, bây giờ trầm tường cửa hàng bán ra thần phong thần đan. Càng là gây nên toàn thành náo động, đã có không ít thế lực. Trong bóng tối hướng về hoa ly tình lấy lòng, dồn dập đến đây tặng lễ. Thần phong thần đan tuy rằng chỉ có 10 hạt nhưng công hiệu rất nhanh sẽ tìm được chứng minh đây chính là có tính lẫn lộn thần đan nha. Có thể làm cho ngạo thế thần cảnh hậu kỳ trực tiếp bước vào đỉnh phong, Dương Căn Minh biết được. Hoa ly tình bán 150 sáng đạo thánh tinh một hạt cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì này vốn là đáng giá cái giá này, trầm tường tại thời gian trong trận pháp ở lại. Sững sở một ngày, vượt qua trăm năm. Một hơi cùng tiểu bạch hồ liên tục luyện chế ra một trăm hạt thần phong thần đan hắn đem giao cho hoa ly tình bán ra, từ khi mở thụ thần phong thần đan sau một ngày. Những thành thị khác đều dồn dập chạy tới. Có nhưng là vận dụng truyền tống trận, hoa ly tình rất nhanh sẽ đem ngày hôm nay 100 hạt. Thần phong thần đan bán sạch mà rất nhiều người cũng không mua được, rất là tiếc nuối. Hoa ly tình nói cho bọn họ biết. Loại này đan hội liên tục bán ra 3 ngày, thần phong thần đan tại trong mắt rất nhiều người thuộc về cấp rất cao đan, có thể liên tục bán ra 3 ngày, này xem như là phi thường hiếm thấy. Phải biết có thật nhiều bên trong cửa hàng quý giá đan đều là dùng cho bán đấu giá, Trầm Tường có thể luyện chế ra lượng lớn đến. Tự nhiên sẽ lập tức bán nhiều hơn chút, Trầm Tường có Tiểu Bạch Hồ hỗ trợ. Bằng không chính hắn một người căn bản không thể như vậy nhanh luyện chế ra đến. Tiểu Bạch Hồ không chỉ có thể thả ra lượng lớn tái sinh lực lượng đi kích hoạt hóa cảnh đan văn, còn có thể ngưng đan thời điểm phóng thích áp lực đi áp xúc. Điều này có thể tăng nhanh tốc độ, còn có chính là hóa cảnh đan văn, tuy rằng tiêu hao rất lớn. Bất quá tốc độ hấp thu phi thường nhanh. Vì lẽ đó có thể tăng nhanh ngưng đan tốc độ, tô mị giao chính mình tại u giao sơn trang bên trong. Cũng học tập luyện chế thần phong thần đan, nàng có phong khả nhi cùng mỹ cảnh tỉ muội hỗ trợ. Nàng cũng có thể đảm nhiệm được, khó chính là nắm giữ hóa cảnh đan văn. Nàng có thể không giống như Trầm Tường có thể như vậy dễ dàng nắm giữ ngạo thế đan văn. Cũng may nàng cho tới nay đều vận dụng thiên luyện thuật luyện đan, dùng thiên luyện thuật. Luyện đan bản thân liền có thể tăng lên không ít luyện đan thiên phú. Nàng học tập ngạo thế đan văn tuy rằng chậm nhưng có thể học được biết. Chỉ là cần thời gian nhất định mà thôi, Trầm Tường liên tục luyện chế 300 hạt thần phong thần đan, cảm giác được rất mệt mỏi đem cuối cùng luyện chế ra một nhóm thần phong thần đan giao cho hoa ly tình sau đó hắn liền vù vù đại ngủ lên tiểu bạch hồ đúng là phi thường ung dung không cảm thấy có cái gì hiện tại lại đi cùng long tiết di cười vui vẻ chơi đùa trầm tường tỉnh lại từ thời gian trong trận pháp đi ra hoa ly tình đem kiếm được sáng đạo thánh tinh đều bị giao cho hắn có bốn vạn năm ngàn sáng đạo thánh tinh hắn lập tức đi tìm dương căn minh trầm Lão bản, đến thời điểm ngươi tốt nhất dịch dung sau đó. Dùng cái giả danh đi tham gia buổi đấu giá. Dương Căn Minh mượn cho Trầm Tường 25,000 sáng đạo thánh tinh, được ở nơi nào tổ chức? Trầm Tường hỏi, hắn có 7 vạn sáng đạo thánh tinh, hắn cảm thấy chắc là được rồi, ta dẫn ngươi đi." Dương Căn Minh nói, Dương Căn Minh mang theo Trầm Tường đi tới một đống trên lầu. Cao diện, nơi này chỉ có hơn 100 người, muốn đi vào nơi này cần chuẩn bị chỉ ít ba vạn sáng đạo thánh tinh cho hội trường người kiểm tra mới được bằng không sẽ không có tư cách vì lẽ đó có tư cách người tiến vào không nhiều mà dương căn minh làm vì là thành chủ tự nhiên có thể đi vào hắn cũng chỉ là đến xem trò vui ngày hôm nay bán đấu giá đồ vật chỉ có như thế chính là huyết diễn chú văn trầm tường sau khi đi vào đợi hơn một canh giờ cuối cùng cũng coi như bắt đầu rồi chỉ thấy phụ trách người mang lên một cái màu vàng nhạt tinh hạch nhìn thấy cái này tinh hạch trầm tường liền biết đây là tới bản thân về phía chú văn thú nói cách khác bán ra trí tôn chú văn có thể rất rất dễ dàng nắm giữ chỉ cần ăn tinh hạch là có thể điều này cũng mang ý nghĩa giá cả sẽ rất cao bán ra này tinh hạch người khẳng định không cần này trí tôn chú văn dĩ nhiên sẽ lấy ra bán ra trầm tường thầm nghĩ bán đấu giá rất nhanh sẽ bắt đầu rồi có người nói giao dịch thời điểm bán ra sẽ phát huyết thệ bảo đảm trí tôn chú văn là thật sự bán đấu giá bắt đầu trước hết ra giá người hô một vạn sáng đạo thánh tinh mỗi lần tăng giá không thể thiếu về phía một ngàn sáng đạo thánh tinh sau đó ở chỗ này người đều không ngừng tăng giá đều là một ngàn một ngàn thêm chỉ là không bao lâu liền đạt tới bốn vạn lúc này ra giá người dần dần thiếu cũng chỉ có trầm tường cùng mấy cái ông lão đang tiếp tục bốn vạn sáng đạo thánh tinh đối trầm tường tới nói không có chút nào quý bởi vì này huyết diễn chú văn nếu như có thể thành công hòa vào hóa cảnh đan văn bên trong hắn sau đó luyện đan sẽ nhanh hơn càng thêm nhanh và tiện trầm tường đã dùng hóa cảnh đan văn luyện chế mấy trăm hạt đan nhưng hắn đến hiện tại cũng không thể không cách nào một mình đi luyện chế nếu là có huyết diễn chú văn vậy hắn là có thể không cần tiểu bạch hồ hỗ trợ cũng có thể hoàn thành, 4 vạn 7. Trầm tường hô, 4 vạn 8, 5 vạn, 5 vạn 1 hiện. Tại chỉ có 3 người tại tăng giá, trầm tường cùng hai cái ông lão, không có ra giá người. Quá nửa là trong tay sáng đạo thánh tinh không đủ. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người khác cạnh tranh, 6 vạn 6. Một ông già do dự một chút, âm thanh có chút trầm chậm, 6 vạn 7. Trầm tường âm thanh vững vàng, hô chỉ có hắn cùng ông lão kia tại cạnh tranh, sau đó trong chốc lát. Trên sân hoàn toàn yên tĩnh, vẫn không có không có ai ra giá. Bán đấu giá chủ trì hô, sau đó đều không có ai ra giá. Cuối cùng trầm tường thu được này huyết diễn chú văn. Này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, trong tay hắn cũng chỉ có hơn 7 vạn một điểm sáng đạo thánh. Tinh, nếu là tiếp tục tranh cướp xuống, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, người tới nơi này đều là dịch dung quá, vì lẽ đỏ ai cũng không quen biết ai, trầm tường đi tới trong một gian mật. Thất tiến hành cuối cùng giao dịch, hắn nhìn thấy cái kia bán ra, trên mặt mang theo mặt nạ. Ăn mặc đại áo bào đen, không nhìn ra hắn ai tới. Hơn nữa khí tức trên người hoàn toàn không có chút. Mừng ngươi thu được huyết diễn chú văn, đây chính là vô cùng tốt sáng đạo chú văn. Ngươi dùng nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh mua, nói rõ ngươi là cái biết hàng người người đeo mặt nạ kia dùng thanh âm trầm thấp nói sau đó phát huyết hệ bảo đảm này huyết diễn chú văn là thật sự trầm tường đem sáu vạn bảy ngàn cái sáng đạo thánh tinh cho hắn để hắn kiểm kê người đeo mặt nạ rất nhanh sẽ xác nhận sáng đạo thánh tinh đều là thật sự hơn nữa con số đầy đủ hắn gật gật đầu trầm tường cũng không hỏi nhiều cái gì hỏi đối phương cũng sẽ không nói nói chung đối phương vô cùng thần bí được tinh hạch sau đó trầm tường lập tức giao cho tiêu tương lâm để tiêu tương lâm đi ăn điều này có thể làm cho nàng rất nhanh nắm giữ huyết diễn chú văn trầm tường trước đã ăn qua một cái nắm giữ huyễn thể chú văn vì lẽ đó hắn trong thời gian nhất định là không thể ăn nữa người đeo mặt nạ cho trầm tường một lại rất kỳ quái cảm giác cái cảm giác này hắn cũng nói không rõ ràng sau khi giao dịch thành công người đeo mặt nạ đem nhất định sáng đạo thánh tinh giao cho buổi đấu giá sau đó liền rời đi tên kia thật giống là chú văn thú tiểu bạch hồ nói ta vốn là cũng không xác định nhưng ở vừa nãy ta cố ý phóng thích một điểm khí tức đi ra hắn cảm ứng được hơi thở của ta sau có nhất định phản ứng hắn tại sao cũng có thể từ sáng đạo cổ địa đi ra chú văn thú đến bán ra chú văn tinh hạch trầm tường hiện tại đã biết rõ tại sao hắn cảm thấy loại cảm giác đó là lạ Nguyên lai đối phương cũng không phải là loài người. Chương 3592, đan văn kỳ hiệu. Dấu lớn trầm tường tìm một cái địa phương bí ẩn biến trở về dáng dấp của chính mình. Sau đó trở lại cửa hàng, ly tình tỷ. Khoảng thời gian này ta trước tiên không luyện chế thần phong thần đan. Người trước tiên công bố ra ngoài, để tránh khỏi mỗi ngày đều có người ở chỗ này chờ. Trầm tường nói, hắn dự định chờ tiêu tương lâm làm ra tân hóa cảnh đan văn đến, tiêu tương lâm. Ăn cái viên này tinh hạch, rất nhanh sẽ nắm giữ huyết diễn chú văn. Cho nên nàng hiện tại đã tại bắt đầu cải tiến hóa cảnh đan văn. Nàng tại thời gian trong trận bàn tiến hành. Trầm tường ở bên ngoài không cần chờ bao lâu, cải tiến hóa cảnh đan văn đối tiêu tương lâm cái. Này chú văn thiên sư tới nói vốn là việc nhỏ như con thỏ, nàng rất nhanh sẽ hoàn thành. Trầm. Tường, ngươi dùng tân hóa cảnh đan văn luyện đan, kích hoạt đan văn thời điểm cần thả vào sáng đạo thánh tinh mới được tiêu tương lâm nói cái này huyết diễn chú văn hấp thu năng lượng tốc độ phi thường nhanh muốn so với trước hóa cảnh đan văn nhanh quá nhiều người không phải ngạo thế truyền thuyết cảnh khả năng lập tức sẽ bị hút khô được trầm tường nói ngoài ra ta còn cải tiến tái sinh chú văn cùng diễn sinh chú văn này hai loại chú văn cũng có thể hấp thu sáng đạo thánh tinh có thể phóng thích lượng lớn tái sinh lực lượng đi kích hoạt hóa cảnh đan văn. Tiêu tương lâm nói, người đến thời điểm chỉ cần tại thiên sáng đỉnh lô bên trong đặt sáng đạo. Thánh tinh liền có thể, đến lúc đó không cần tiểu bạch hồ. Chính ngươi cũng có thể luyện chế, này quá tốt rồi. Có cái chú văn thiên sư làm sư phụ chính là tốt. Trầm tường cười cợt nói, ta hiện tại liền đi nhìn thử một chút trầm. Tường lo lắng tiêu hao sáng đạo thánh tinh rất nhiều. Hắn cảm thấy luyện chế thần phong thần đan một hạt tiêu hao 50 sáng đạo thánh tinh vậy cũng có thể tiếp thu. Hắn bán 150 sáng đạo thánh tinh, còn có thể kiếm được 100, trực. Tiếp dùng ngạo thế hóa thần đan ngưng khắc hóa cảnh đan văn là được. Điều này có thể tốc độ cực nhanh. Trầm tường trước chính là làm như vậy, khó chính là thức tỉnh hóa cảnh đan văn. Cần chừng một năm, trầm tường đem ngạo thế hóa thần đan thả vào thiên sáng đỉnh lô bên trong. Sau đó đem hóa cảnh Đan Văn ngưng khắc lên về phía sau, Đan Văn lập tức phát sáng. Nhanh chóng hấp thu năng lượng, Trầm Tường đã tại Thiên Sáng đỉnh lô bên trong đặt 100 hạt. Sáng đạo thánh tinh, hắn cẩn thận quan sát những sáng đạo đó thánh tinh hiện. Tại thật giống không ta chuyện gì nha. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy phi thường ung dung, chính mình căn bản không cần phải để ý đến. Đan Văn liền có thể tự mình hấp thu năng lượng thức tỉnh, này quá tốt rồi trầm tường lập tức đem chuyện tốt như thế nói cho tiêu tương lâm tiêu tương lâm chỉ là đắc ý cười cợt trầm tường lập tức đem một cái khác đồ dự bị thiên sáng đỉnh lô lấy ra sau đó thả vào một hạt ngạo thế hóa thần đan lại ngưng khắc hóa cảnh đan văn chỉ cần hóa cảnh đan văn thành công thức tỉnh chính là một hạt thần phong thần đan trầm tường cần làm cũng chỉ là ngưng khắc hóa cảnh đan văn mà thôi hắn chỉ cần làm xong bước đi này kiên trì chờ đợi là được sau một tháng Trầm Tường cảm nhận được hai cái lò luyện đan đều bình tĩnh lại, mang ý nghĩa đã thành công. Hắn lập tức đi thăm dò xem, quả nhiên, hai cái trong lò luyện đan đều mỗi người có một hạt thần phong thần đan. Phẩm chất xem ra lại muốn so với trước khá một chút tiêu. Hao 30 sáng đạo thánh tinh, rất ít mà. Trầm Tường rất là kinh hỉ, bởi vì hắn dễ dàng liền luyện chế ra hai lô thần phong thần đan. Cũng chỉ là tiêu hao sáng đạo thánh tinh mà thôi, đương nhiên nếu là hắn ngưng khắc hóa cảnh đan văn không đủ thông thạo là không được hiệu quả như thế này. Ngưng khắc hóa cảnh đan văn cái này bước đi cực kỳ trọng yếu này. huyết diễn chú văn mua đến mức rất đáng giá nha. tiêu tương lâm cười nói, xem ra ta đón lấy phải cùng tiểu khả nhi cho ngươi luyện chế nhiều. một chút lò luyện đan mới được, lò luyện đan không cần quá tốt, chỉ cần rất cứng là được. trầm tường cười nói, tốt nhất luyện chế một trăm đi, ta muốn lượng lớn ra đan trầm tường vốn định một cái trong lò luyện đan đồng thời luyện chế nhiều hạt nhưng hắn vẫn là có ý định từ bỏ bởi vì hai hạt đan ở bên trong rất dễ dàng phát sinh bài xích đến thời điểm nói không chắc còn có thể lãng phí sáng đạo thánh tinh ba cái tiêu tương lâm cùng ba cái tiểu bạch hồ đồng thời luyện chế lò luyện đan hơn nữa còn là tại thời gian trận bàn cùng lục đạo thần kính bên trong luyện chế tốc độ này rất nhanh luyện chế lò luyện đan Mỗi cái chỉ cần dùng 10 cái sáng đạo thánh tinh là được. Tiêu Tương Lâm chỉ đạo tiểu Bạch Hồ luyện chế, chỉ cần ở phía trên ngưng khắc một ít sáng đạo chú văn. Tăng cường lò luyện đan ổn định tính cùng kiên cố tính, trăm cái lò luyện đan rất nhanh hoàn thành, sau đó đổi trầm tương tiến vào lục đạo thần kính bên trong thời gian trận pháp. Trước hắn mua lại huyết diễn chú văn dùng không ít sáng đạo thánh tinh hiện tại hắn cần hồi bản hắn nhưng là nợ dương căn minh hơn hai vạn sáng đạo thánh tinh tốc độ nhanh gấp mười lần hơn nữa còn không cần chính ta đến xem chuyện này quả thật quá dây trầm tường tại triệt để lĩnh giáo đến ngạo thế đan văn chỗ tốt trầm tường hướng về trăm cái trong lò luyện đan rót vào hỏa diễm sau đó phân biệt thả vào ngạo thế hóa thần đan đi vào lại từng cái từng cái đi ngưng khắc hóa cảnh đan văn sau đó hướng về lò luyện đan mỗi bên thả vào 30 sáng đạo thánh tinh, sau một tháng. Hắn liền có thể được 100 hạt thần phong thần đan, hắn ngưng khắc hướng về 100 lần hóa cảnh. Đan văn, cũng chỉ là thời gian một ngày mà thôi, mẹ. Kiếp như vậy một tháng sau, thật sự liền có thể được 100 hạt thần phong thần đan. Trầm tường chính mình cũng không thể tin được sẽ dễ dàng như vậy. Đây chính là đan văn thần đan nha, nếu như hắn có càng nhiều lò luyện đan. Hắn còn có thể tiếp tục ngưng khắc hóa cảnh đan văn, sư phụ, ta muốn học phân thân chú văn." Trầm Tường nói, "Ta kiến nghị ngươi trước tiên không muốn học." Chờ ta nắm giữ mặt khác hai cái truyền thuyết chú văn lại nói. Tiêu Tương Lâm nói, "Nếu là cái khác hai cái truyền thuyết chú văn đối với ngươi luyện đan phi, thường hữu dụng, mà ngươi vừa học tập truyền thuyết chú văn, đến lúc đó lại học tập cái khác truyền thuyết chú văn liền phi thường khó khăn." ngươi không nhìn thấy ta đến hiện tại đều không học được một cái truyền thuyết chú văn sao của ta phân thân cũng không biết tại thời gian trong trận pháp quá bao nhiêu năm trầm tường trước cũng là như thế dự định hắn sau đó nhìn thấy tiểu bạch hồ dùng ba cái phân thân lợi hại như vậy chính mình cũng là dục già dục dịch hiện tại hắn cũng chỉ có thể lại kiên trì các loại đợi thêm một quãng thời gian ta liền có thể thành công tiêu tương lâm nói được trầm tường đi ra thời gian trận pháp mà thời gian trận pháp vẫn như cũ vận hành. Hắn lợi dụng thời gian trong trận pháp ở ngoài thời gian kém cùng. Chờ ở bên ngoài một lát lại đi vào, thời gian trong trận pháp liền đi qua một tháng, ân. Bởi vậy, hắn liền thu hoạch 100 hạt sáng đạo thánh tinh. Này trước sau đều không có tác dụng bao nhiêu thời gian. Bên ngoài thời gian cũng chỉ là đi qua gần như hai canh giờ mà thôi, ha 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 trầm tường nhìn cái kia một trăm hạt phẩm chất vô cùng tốt thần phong thần đan không khỏi bật cười hắn vội vàng cầm cho hoa ly tình bán ra hắn luyện chế đám này thần phong thần đan đã đem sáng đạo thánh tinh dùng gần hết rồi hoa ly tình rất kinh ngạc trầm tường lại như vậy nhanh liền luyện chế ra một trăm hạt sáng đạo thánh tinh so với trước nhanh nhiều như vậy này đều là sư phụ của ta cùng huyết diễn chú văn lợi hại trầm tường đối hoa ly tình cười cật đạo tỉ mỉ ta sau đó sẽ nói cho người biết ta hiện tại thiếu sáng đạo thánh tinh hiện tại càng ngày càng nhiều người tràn vào chiến huy thành chính là vì mua thần phong thần đan nếu là lấy sau rất nhiều người đều có chúng ta đến cân nhắc xuống giá như vậy lại sẽ có một nhóm người lớn tới mua hoa ly tình nói ông chủ nếu là xuống giá có thể tiếp thu sao đương nhiên có thể Trầm tường cười nói, hắn hiện tại luyện chế này thần phong thần đan, quả thực quá dễ dàng. Chỉ cần không thua kém 50 sáng đạo thánh tinh, hắn thì có kiếm lời, nếu là như trước như vậy. Luyện chế một hạt đều cần ba cái tiểu bạch hồ cùng cả năm thời gian, vậy thì không quá kiếm lời. Trường 3593, Trí Tôn Tà Văn Dấu lớn trầm tường cùng tô mị giao tiến vào thời gian trong trận pháp. Chỉ đạo nàng học tập hóa cảnh đan văn tiểu bại hoại ngươi làm sao nắm giữ ngạo thế đan văn tốc độ như vậy nhanh có thể hay không mượn một điểm thiên phú cho ta tô mị giao khoảng thời gian này học tập đến cũng rất phiền muộn tuy rằng nàng nắm giữ một điểm nhưng cũng dùng không ít thời gian nếu như có thể cho ngươi mượn ta khẳng định mượn trầm tường cười cợt nói vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể ta chỉ điểm ngươi mị giao tỉ ngươi nhất định có thể rất nhanh nắm giữ tô mị giao hiện tại cũng biết hóa cảnh đan văn lợi hại nếu là nàng nắm giữ nàng cũng có thể rất nhanh luyện chế ra thần phong thần đan sau đó luyện chế thần phong thần đan công tác là có thể giao cho nàng để hoàn thành tô mị giao bản thân liền luyện đan nhiều năm thiên phú cũng không sai trầm tường tỉ mỉ chỉ đạo hạ nàng học tập càng nhanh hơn tuy rằng không có trầm tường như vậy nghịch thiên nhưng trầm tường cảm thấy trong thời gian ngắn nàng nhất định có thể nắm giữ cùng trầm tường một mình tại thời gian trong trận pháp tô mị Giao đương nhiên sẽ không buông tha cùng trầm tường thân thiết cơ hội bọn họ cũng coi như là phu thê ở bên trong học tập muộn hai người sẽ lời chàng ý thiết thân thiết một phen vì lẽ đó khoảng thời gian này bên trong tô mị Giao cũng bị thoải mái đến xanh non ướt át càng là quyến rũ tô mị Giao cuối cùng cũng coi như học được dùng đến mấy chục năm trầm tường đi ra ngoài tìm hoa ly tình nắm sáng đạo thánh tinh cái kia một trăm hạt thần phong thần đan, rất nhanh sẽ bị hoa ly tình bán sạch. không không sáng đạo thánh tinh liền như thế tới tay, sau đó trầm tường không có chính mình đi. Mà là để tô mị dao đến, hắn chỉ là ở bên cạnh nhìn, tô mị dao ngưng khắc hóa cảnh đan văn không? Trầm tường nhanh như vậy, trầm tường một ngày liền có thể ngưng khắc một trăm lần. Mà tô mị dao nhưng là cần ba ngày mới hoàn thành, mà điều này cũng không tính chậm thực sự là đáng tiếc nha, nếu như ăn thần phong thần đan có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Thật tốt, trầm tường trước ăn qua mấy hạt đối với hắn tăng lên không phải rất lớn. Vì lẽ đó hắn liền từ bỏ, hà phượng viện bên này. Đã tuyển ra hai loại dược liệu có thể hòa vào tạo nguyên tử trúc. Nàng cũng là phí đi không ít tâm cơ, nguyên. Cương thần cần thảo cùng tử phách thần quả. Này hai loại dược liệu cùng tạo nguyên tử trúc dung hợp sau đó có thể nảy sinh vô cùng lớn lao phản ứng hà phượng viện nói ta tin tưởng luyện chế ra đến đan nhất định có thể để ngươi nhanh chóng bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh hà phượng viện là đan phương thiên sư tiêu tương lâm là chú văn thiên sư trầm tường cảm thấy có hai người bọn họ trợ giúp sau đó nhất định có thể luyện chế càng nhiều đủ loại thần đan đến hà phượng viện đem những dược liệu này cầm cho mỹ cảnh tỉ muội đi trồng trọt loại dược liệu này tuy rằng có bán nhưng khẳng định không nhiều vẫn là chính mình trồng trọt tốt tô mị giao cũng học trầm tướng nàng tại thời gian trong trận pháp tại ngạo thế hóa thần đan lên ngưng khắc xong hóa cảnh đan văn sau đó liền đi ra đi dạo cùng long tiết di chơi đùa chơi đùa lại tiến vào thời gian trong trận pháp thu lấy thần phong thần đan nhìn thấy chính mình lập tức liền có thể luyện chế ra nhiều như vậy thần phong thần đan tô mị giao nhất thời có rất lớn cảm giác thành công trong lòng đắc ý sau đó lại lập tức bắt đầu luyện chế. Nàng phi thường ung dung liền có thể hoàn thành, trầm tường đem nàng luyện chế 100 hạt thần. Phong thần đan giao cho hoa ly tình, hoa ly tình vẫn rất tò mò. Hiện tại trầm tường cũng đem tân hóa cảnh đan văn nói cho hoa ly tình. Cùng với luyện chế quá trình, hoa ly tình biết được sau, kinh hỉ mà lại kích động. Chuyện này ý nghĩa là trầm tường sau đó luyện đan sẽ càng nhanh nhẹn hơn ta. Đi phủ thành chủ đi giáo trầm tường nói hiện tại có tô mị giao luyện chế thần phong thần đan hắn tạm thời không cần quan tâm thần phong thần đan hắn chỉ cần chờ chồng trọt ra những kia luyện chế tạo nguyên tử trúc dược liệu hắn liền muốn tiếp tục đi luyện chế đan mới trầm tường vừa dự định muốn đi phủ thành chủ dương căn minh liền phái người đi tới hắn lối vào cửa hàng trầm lão bản thành chủ nói có một tên họ yến ông lão đến rồi người kia nói, Yến Cửu, trầm tường lập tức gật gật đầu, ta liền tới đây. Hắn vội vàng đi tới phủ thành chủ, thành chủ. Trầm tường nhìn thấy Dương Căn Minh, thấp giọng hô, Yến tiền bối ở nơi nào, hắn. Bị trọng thương, Dương Căn Minh sắc mặt nghiêm túc, thương thế của hắn. Người cùng ta đến đây đi, Dương Căn Minh mang trầm tường đi tới lòng đất đường nối, tại. Sao muốn đem hắn để ở chỗ này? Trầm tường đi ở trong đường nối đây chính là đi tới mật thất đường ngươi đi đến liền biết rồi cũng chỉ có đem hắn để ở chỗ này ta mới yên tâm dương căn minh sắc mặt nghiêm túc hắn mang trầm tường đi tới rất sâu lòng đất tại một gian cửa mật thất vẫn còn có một tên ngạo thế truyền thuyết cảnh ông lão bảo vệ trầm tường đã nhìn ra yến cửu khẳng định có đại sự xảy ra mở cửa dương căn minh nói ông lão mở cửa sau đó mang theo trầm tường đi vào hơn nữa, hắn cùng người lão giả kia đứng trầm tường phía trước. Đồng thời để trầm tường vẫn sau lưng bọn họ tiến vào cái này mật thất. Trầm tường lập tức cảm giác được một luồng phi thường thô bạo khí tức. Đây là một cái cực kỳ tà ác sức mạnh. Đồng thời còn có một trận nồng nặc mùi máu tanh, trầm tường nhìn thấy yến cửu. Chỉ thấy hắn nằm tại một chiếc giường ngọc lên, trên giường ngọc có kết giới phong ấn hắn mà yến cửu cầm trên người, cái kia từng cái từng cái xương sườn đột ngột đi ra. Hiện màu đen đặc tràn ra từng trận màu đen khí vụ, hai con mắt hoàn toàn đen kịt. Không có tròng trắng mắt, hàm răng đỏ như máu, không ngừng tràn ra máu tươi. Phi thường đáng sợ, yến tiền bối. Trầm tường trao mày, hắn tại sao lại như vậy, dương. Căn minh lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hắn đi tới thời điểm, liền bị trọng thương thân thể khắp nơi đều là vết thương nhưng hắn nói cho ta để ta dùng lợi hại nhất phong ấn đem hắn nhốt lại nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm ta đem hắn phong ấn sau đó hắn liền biến thành như vậy hơn nữa thân thể thương toàn bộ được rồi rất khỏe mạnh nhanh dương căn minh vẻ mặt nghiêm túc chuyện như vậy ta cũng là lần đầu gặp phải người nên có thể cảm thụ được trong cơ thể hắn sức mạnh chính đang tăng vọt đúng khí tức vẫn tại trở nên mạnh mẽ, hắn đến cùng gặp phải cái gì? Trầm tường hỏi, hắn có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài sao, Yến? Cửu nằm tại trên giường ngọc thống khổ dẫy dụa, thân thể không ngừng tràn ra hắc khí. Đặc biệt hiện tại, hắc khí càng nhiều. Cái kia trắng như tiết giường ngọc dần dần biến thành màu đen, không? Thể ta đã nói với hắn thoại, nhưng hắn không nghe thấy. Dương Căn Minh lắc lắc đầu, trầm lão bản, ngươi xem phải làm sao cho phải, trong. Cơ thể hắn khẳng định bị rót vào lượng lớn tà khí, chỉ cần đem tà khí bước ra đến là được. Trầm tường nói, hắn để tiểu bạch hồ đi ra. Sau đó phân ra hai cái phân thân, Dương Căn Minh lần thứ hai nhìn thấy này ba cái nữ tử. Trong lòng âm thầm sợ hãi, hắn không nghĩ tới này ba cái nữ tử dĩ nhiên bên người theo trầm tường, hắn còn tưởng rằng vẫn trốn ở trầm tường bên trong cửa hàng, sư. muội ngươi xem một chút đây là tình huống thế nào? Trầm tường nói, tiểu bạch hồ gật gật đầu, sau đó đi vào quan sát, đây là sư muội của ngươi nha. Dương Căn Minh tò mò hỏi, ừm, um, nàng rất lợi hại, cái kia hai cái đều là nàng phân thân. Nàng kỳ thực chỉ là một người. Trầm tường nói, Dương Căn Minh âm thầm hít một hơi lại là phân thân, hơn nữa phân thân còn đáng sợ như vậy. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói phân thân có thể có bản tôn như thế sức. Mạnh, trong cơ thể hắn có trí tôn tà văn. Tiểu Bạch Hồ nói xong, vội vã lùi lại mấy bước. Mà Yến cửu thân thể cũng vào lúc này bỗng nhiên run lên, bùng nổ ra một trận cuồng mạnh hắc khí. mươi 3594, người đeo mặt nạ dấu lớn trầm tường vừa nghe liền biết này chí tôn tà văn khẳng định là cực kỳ tà ác đồ vật bằng không cũng sẽ không để cho yến cửu biến thành dáng dấp như vậy chí tôn tà văn là cái gì dương căn minh liền vội vàng hỏi vừa nãy yến cửu bộc phát ra tà ác khí sát sợ đến hắn hãi hùng khiếp vía cái kia cỗ tà lực tuy rằng tà ác nhưng cũng mang theo truyền thuyết khí Nam. đó sáng đạo tà tổ làm ra đến đồ vật chí tôn tà văn chắc là đã toàn bộ biến mất rồi mới đúng Tiểu Bạch Hồ cao mày nhìn chính đang dãy giụa gầm rú yến cửu. Những thứ này đều là ta trong ký ức mơ hồ tin tức tiểu. Bạch Hồ bản thân liền là trí tôn chú văn hóa thành yêu linh, cuối cùng biến thành thú loại. Hóa thành hình người, cho nên nàng trong ký ức có một ít liên quan với trí tôn tà văn ký ức sư. Muội, ngươi có biện pháp giúp Yến tiền bối sao? Trầm tường cũng không biết Yến cửu là làm sao nhiễm phải thứ này cũng chỉ có thể chờ đợi yến cửu khôi phục thần trí mới có thể biết rồi thân thể của hắn hoặc là thần hải bên trong khẳng định có trí tôn tà văn tại quây phá chỉ cần đem trí tôn tà văn làm đi là được khó chính là khó tại làm sao tìm kiếm trí tôn tà văn tiểu bạch hồ nói hơn nữa chúng ta đến nhanh lên một chút động thủ đi tìm bằng không liền chậm tiểu bạch hồ thả ra hai cái phân thân dương căn minh cùng người lão giả kia cũng lại đây hỗ trợ có bọn họ năm cái ngạo thế truyền thuyết cảnh đồng loạt ra tay muốn dồn trụ yến cửu cũng không phải việc khó gì dương căn minh mở ra phong ấn sau đó tiểu bạch hồ lập tức đi tìm rất nhanh sẽ tìm tới vật kia ở trên người hắn này quá tốt rồi cũng không có tiến vào trong thân thể của hắn tiểu bạch hồ đi tới từ trên người yến cửu gỡ xuống một hạt hạt châu màu đen này hạt châu màu đen là tinh hạch chú văn thú trong cơ thể mới có tinh hạch, yến cửu dĩ nhiên có, sư. muội cẩn thận nha. Trầm tường rất lo lắng tiểu bạch hồ. Bởi vì yến cửu chính là bị vật này dằn vặt thành dáng dấp này, không có chuyện gì. Tiểu bạch hồ nói xong, phóng thích một luồng rất mạnh áp lực. rót vào cái kia tinh hạch bên trong, đem phá hủy, yến cửu trên người tà khí chính đang hóa đi. Nếu là không nữa sử dụng cứu, hắn liền muốn bị tà ác nuốt chửng lấy, đây là chú văn thú trên người tiểu bạch hồ sắc mặt nghiêm túc ta tại sáng đạo cổ địa bên trong nhiều năm như vậy xưa nay chưa từng gặp qua có loại này ta ác tinh hạch chú văn thú dương căn minh cũng xưa nay chưa từng nghe nói bất quá hắn cảm thấy chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy nói không chắc cùng cái kia bảy cái bán tà sáng đạo thần chủ có quan hệ trầm tường trước liền nói với hắn yến cửu là viêm sơn môn người hơn nữa còn bị viêm sơn môn truy sát quá chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại mới biết dương căn minh nói đem hắn tiếp tục lưu lại nơi này nhi chúng ta chờ ở bên ngoài là được dương căn minh đây là lo lắng yến cửu xuất hiện dị biến vì lẽ đó tiếp tục đem yến cửu phong ấn lên trầm tường bọn họ đi ra cái này mật thất xem ra hắn khẳng định gặp phải chuyện gì nhất định phải hỏi rõ ràng cái kia tinh hạch là làm sao đến vật này thật đáng sợ dương căn minh hồi tưởng lại đều cảm thấy đáng sợ cái kia tinh hạch có thể khiến người ta biến thành một cái phi thường đáng sợ tà ma ta cùng hắn tại sáng đạo cổ địa phân biệt hắn lẽ nào là tại sáng đạo cổ địa bên trong gặp nạn trầm tường luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy mấy cái canh giờ đi qua trong mật thất truyền đến âm thanh dương căn minh bọn họ lập tức đi vào mấy người bọn hắn ngạo thế truyền thuyết cảnh đều đi ở phía trước để trầm tường ở phía sau theo yến cửu năm tại truyền tống sắc mặt tái nhợt hắn nhìn thấy là trầm tường thở phào nhẹ nhõm tiểu huynh đệ ngươi lại cứu ta một lần yến cửu tựa hồ biết trước chuyện gì xảy ra tiền bối ngươi đến cùng gặp phải chuyện gì cái kia tinh hạch là làm sao đến trầm tường hỏi sau đó lấy ra một hạt đan cho yến cửu ăn để sắc mặt của hắn đẹp đẽ rất nhiều ta cùng ngươi phân biệt ở trên đường liền gặp phải một người hắn nói là từ viêm sơn môn bên trong trốn ra được dọc theo đường đi cùng ta tán gẫu đến mức rất đến sau đó hắn cho ta cái viên này màu đen tinh hạch hắn nói bên trong có trí tôn chú văn để ta tìm một chỗ yên tĩnh ăn luyện hóa hơn nữa không thể thả vào chứa đồ thần khí bên trong yến cửu nói ta liền mang ở trên người chờ tiến vào chiến huy thành sau đó ta liền xuất hiện tình huống đó ta cảm giác được chính mình không bị khống chế hơn nữa sức mạnh tuôn ra điên cuồng tăng cường. Mà cái kia cỗ tăng cường sức mạnh nhưng không bị ta chi phối, khi đó ta chỉ muốn khắp nơi phá hoại, sau đó ta hết sức khắc chế đi tới phủ thành chủ. Để thành chủ đem ta phong ấn lên, dương, căn minh lau mồ hôi, cũng may yến cửu tự chủ rất mạnh. Bằng không hậu quả khó mà lường được, hiện tại sẽ không có chuyện gì đi. Trầm tường hỏi, ta, không biết tạm thời muốn cho ta tại này mật thất đi yến cửu than thở trầm tường đem sáng đạo thần chủ sự tình nói cho yến cửu yến cửu nghe xong lúc này trở nên trầm tư cho ta tinh hạch tên kia đến cùng là ai yến cửu rất là phẫn nộ hắn lại muốn như vậy hại ta ngươi có đầu mối gì sao trầm tường hỏi tiền bối ngươi cẩn thận hồi ức một hồi người này có cái gì đặc thù hỏi dung mạo khẳng định không có tác dụng gì bởi vì người này chính là vì lừa yến cửu vì lẽ đó khẳng định thay đổi một bộ dung mạo hắn có một cái mặt nạ yến cửu nói ta gặp phải hắn thời điểm hắn liền mang theo một cái mặt nạ hắn nói là mang theo chơi sau đó hắn cũng đem cái kia mặt nạ phá hủy đem mặt nạ họa đi ra cho ta nhìn một chút trầm tường tức khắc nhớ tới này thanh huyết diễn chú văn bán cho mặt nạ của hắn người yến cửu lập tức đem cái kia mặt nạ họa đi ra nhìn thấy cái mặt nạ này Trầm tường cùng Dương Căn Minh đối diện một chút. Dương Căn Minh cũng đã gặp người đeo mặt nạ này, nắm. Huyết diễn chú Văn đi ra bán đấu giá gia hỏa cũng có như thế một cái mặt nạ. Không biết có phải là cùng một người hay không? Dương Căn Minh nói, hắn còn ở trong thành, ở nơi nào, ta đi tìm hắn. Trầm tường nói, có sư muội tại, sẽ không sao, tại. Thiên Lan khách sạn, Dương Căn Minh nói, ngươi phải cẩn thận một điểm yến lão có ta nhìn trầm tường rời đi phủ thành chủ chính mình một người đi tới thiên lan khách sạn hắn đi tới thiên lan khách sạn hỏi thăm sau đó rất nhanh sẽ biết người đeo mặt nạ gian phòng sau đó đi tới lâu đi tại lên lầu thời điểm hắn liền phóng thích huyễn thể bay ra ngoài xuyên thấu gian phòng tiến vào bên trong người đeo mặt nạ ngồi ở trên một chiếc bàn cũng không biết đang làm gì hắn cũng không có phát hiện trầm tường huyễn thể cái tên này thần thần bí bí trầm tường đi tới cửa thay đổi dung mạo sau đó nhẹ nhàng gõ cửa ai người đeo mặt nạ trầm lạnh âm thanh truyền đến một vị bằng hữu ta muốn tìm ngươi nói chuyện không biết các hạ có hay không thuận tiện trầm tường hỏi hiện tại hắn cũng không thể xác định người đeo mặt nạ này có phải là hại yến cửu người người đeo mặt nạ đi tới mở cửa hắn nhìn thấy trầm tường sau cười lạnh nói là ngươi cái gì trầm tường không nghĩ tới chính mình thay đổi dung mạo lại còn sẽ bị nhận ra ngươi chính là lần trước mua đi ta huyết diễn chú văn người người đeo mặt nạ cười khẩy nói đừng tưởng rằng ta tốt như vậy lừa gạt tuy rằng bị nhìn thấu nhưng trầm tường nhưng không cảm thấy lúng túng cười ha ha nói các hạ thực sự là lợi hại không nghĩ tới bị ngươi nhìn thấu không sai ta chính là mua đi huyết diễn chú văn người để ngươi cười chê rồi chương 3595, thiếu tộc trường. Dấu lớn người đeo mặt nạ mở cửa ra, để trầm tường đi vào. Hắn không biết trầm tường là như mặt trời ban trưa trầm lão bản. Hắn chỉ là đối trầm tường tương đối hiếu kỳ. Bởi vì có thể cầm được đi công tác không nhiều bảy vạn sáng đạo thánh tinh mua huyết diễn chú. Văn người, không phải là nhân vật đơn giản, ngươi. Còn chưa tới ngạo thế truyền thuyết cảnh chứ, người đeo mặt nạ hỏi ra hiệu trầm tường ngồi xuống ngươi nên là ngạo thế truyền thuyết cảnh trầm tường cười nói tiểu bạch hồ trước đã nói người đeo mặt nạ này là một con chú văn thú là từ sáng đạo cổ địa bên trong đi ra ngươi nếu biết ta là ngạo thế truyền thuyết cảnh ngươi lại còn dám đến nơi này tìm ta người đeo mặt nạ nói có cái gì không dám ngươi ở trong thành phố này diện sằng bậy ngươi khẳng định chạy không được trầm tường cười nói, ta rất hiếu kỳ, các hạ tinh hạch là từ nơi nào cho tới ta. Từ sáng đạo cổ địa bên trong săn giết chú văn thú thu được. Người đeo mặt nạ rất thong dong nói, ồ, có đúng không? Trầm tường có thể không tin, hừ. Yêu có tin hay không? Người tìm đến ta làm gì? Người đeo mặt nạ nói, không có chuyện gì, vậy ta liền muốn tiễn khách ta. Chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết có liên quan với trí tôn tà văn sự tình sao? trầm tường hỏi đồng thời để tiểu bạch hồ làm tốt ra tay chuẩn bị nếu là người đeo mặt nạ này muốn ra tay nàng liền lập tức đi ra động thủ nghe thấy trầm tường người đeo mặt nạ trầm mặc nhìn chăm chú trầm tường ngươi là làm sao biết trí tôn tà văn hơn nữa còn biết cùng ta có quan hệ người đeo mặt nạ trầm mặc chốc lát hỏi hắn rất kinh ngạc trầm tường vì sao lại biết những chuyện này ta có một người bạn bị người lừa bịp trên người mang theo một hạt trí tôn tà văn tinh hạch sau đó suýt chút nữa biến thành tà ma trầm tường nói sau đó ta đem cái kia hạt tinh hạch lấy đi hắn mới khôi phục như cũ căn cứ hắn hồi ức là một người cho hắn trên người người này mang theo một cái mặt nạ cùng mặt nạ của ngươi như thế nếu như không đem cái kia tinh hạch lấy đi bằng hữu ngươi sẽ không thay đổi thành tà ma mà là biến thành sáng đạo tà thú người đeo mặt nạ nói thật, ngươi trong lòng chắc là rất rõ ràng. Lừa bịp bằng hữu người người cũng không phải ta, đúng. Nếu như là ngươi, ta cảm thấy chiến huy thành từ lâu đại loạn. Trầm tường cười cợt, nhưng ngươi khẳng định cùng tên kia có quan hệ, không sai. Xác thực cùng tên kia có quan hệ, ta cũng là vì là tìm đến hắn. Người đeo mặt nạ nói, hắn xúc phạm chúng ta tộc quy, không chỉ chạy ra sáng đạo cổ địa còn đem nguy hiểm như thế đồ vật đưa cho người gây ra hỗn loạn ta là tới bắt hắn trên người hắn có bao nhiêu loại này tinh hạch trầm tường hỏi nếu như hắn có rất nhiều vậy khẳng định vô cùng nguy hiểm cái kia tinh hạch là chính hắn trên người hắn lấy xuống sau đó vạn năm sau đó mới có thể lại ngưng đi ra người đeo mặt nạ nói nếu như thành công biến thành sáng đạo tà thú sau đó con này sáng đạo tà thú sẽ bị hắn trưởng khống yến cửu vô cùng nguy hiểm suýt chút nữa liền trở thành tên kia nô lệ hắn thương tổn bằng hữu của ta ta nhất định phải tìm tới hắn giết chết hắn trầm tường nói ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được ta sẽ đem hắn bắt được đồng thời mang về trong tộc người đeo mặt nạ cười lạnh nói còn có ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn ngươi tìm tới hắn chỉ có một con đường chết ngươi bộ tộc cũng thật là nguy hiểm cũng rất không chịu trách nhiệm lại để thứ này chạy đến nếu để cho ta gặp phải ta nhất định sẽ không tiếp tất cả đem hắn giết chết trầm tường đứng dậy đi tới cạnh cửa ngươi tốt nhất không để cho ta tìm được trước hắn ta không một chút nào lo lắng bởi vì ngươi rất yếu còn có hắn là bộ tộc ta tộc trưởng con trai thân phận cao quý ngươi nếu là giết chết hắn có hậu quả gì không chính ngươi phụ trách người đeo mặt nạ kia diễu cật nói trầm tường đi ra khỏi phòng hắn cũng không chọn vẹn tin tưởng người đeo mặt nạ này, hắn đi ra khách sạn. Sau đó tại phụ cận một chỗ ẩn giấu đi, hắn thả ra huyễn thể. Vẫn còn đang người đeo mặt nạ trong phòng, cũng không có chăn cụ người phát hiện, đây. Thực sự là một cái kỳ quái bộ tộc, cũng không biết là cái gì bộ tộc lại có loại này ra hòa. Trầm tường đối tiểu Bạch Hồ nói, sư muội người trước đây tại sáng đạo cổ địa bên trong. Có hay không gặp được như vậy bộ tộc không? Có, sáng đạo cổ địa bên trong rất lớn, ta có thật nhiều địa phương đều không đi qua đây." Tiểu Bạch Hồ nói, "Sư huynh, ngươi hiện tại định làm như thế nào?" "Chuyện đánh nhau giao cho ta là được, ngươi chỉ cần tìm được tên Kiệt tiểu." Bạch Hồ đối với mình thực lực phi thường có lòng tin, "Sư. Muội ngươi lợi hại như vậy, sư huynh ta thực sự là xấu hổ nha." Trầm Tường cười nói, "Nào, có sư huynh mới lợi hại đây như vậy thời gian ngắn ngủi liền kiếm được nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh ta cũng không có bản lĩnh như thế này tiểu bạch hồ nhưng là do tâm khâm phục trầm tường nàng tại sáng đạo cổ địa bên trong cũng biết sáng đạo thánh tinh trọng yếu nàng bình thường cũng cần đi tìm sáng đạo thánh tinh biết sáng đạo thánh tinh đến không dễ trầm tường trở lại bên trong cửa hàng huyễn thể vẫn như cũ nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ hắn đem 200 hạt thần phong thần đan giao cho hoa ly tình, làm cho nàng bán ra. Sau đó để liệt đao đi phủ thành chủ. Để Dương Căn Minh sắp xếp, trầm tường lo lắng yến cửu trong cơ thể có cái gì. Sẽ bị tên kia cảm ứng được, vì lẽ đó để liệt đao đi hỗ trợ, thần phong thần đan vẫn như cũ rất. Tốt bán, mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều đến bản thân mỗi bên thành phố lớn người tới chỗ này. Mua, nguyên bản chỉ là một đám lão gia hỏa là chủ yếu đoàn người. Nhưng hiện tại nhưng có rất nhiều trung niên, bởi vì điều này có thể để bọn họ sớm ngày bước lên ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Điều này có thể để bọn họ càng sớm hơn xung kích ngạo thế truyền thuyết cảnh tên. Kia có động tĩnh, Trầm Tường đột nhiên nhìn thấy người đeo mặt nạ tràn ngập đi ra khỏi phòng. Hắn để Huyễn Thể theo sau, Huyễn Thể theo sau sau đó, Trầm Tường ở phía sau đuổi ngươi. Có thể chiếm được cẩn trọng một chút, giữ một khoảng cách chớ bị đối phương phát hiện tiểu bạch hồ nói ừm trầm tường triển khai phản sức mạnh để cho mình ẩn thân điều này có thể ẩn nấp rất nhiều khí tức có thể khiến người ta khó có thể phát hiện hắn người đeo mặt nạ đi ra khách sạn liền lên một chiếc xe sau đó trên con đường lớn chạy đi tới cửa thành hắn muốn ra khỏi thành trầm tường để huyễn thể theo sau mà hắn cùng chiếc xe kia giữ một khoảng cách chiếc xe này đột nhiên tại đầu đường dừng lại chỉ thấy mấy người người đeo mặt nạ đi xe, sau đó lại hạ xuống mấy cái người đeo mặt nạ. Này mấy cái người đeo mặt nạ phân biệt lên mấy chiếc xe, cái tên này chính đang phản theo dõi. Trầm tường cười lạnh nói, hắn huyễn thể năng phân biệt ra được khí tức. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ khóa chặt cái kia chân chính cụ người, người đeo mặt nạ kia lái xe. Quay đầu lại, đi tới cùng vừa nãy ngược lại phương hướng cửa thành, người đeo mặt nạ tại sau đó đều không có lại tiến hành phản theo dõi thủ đoạn trực tiếp sử dụng cửa thành trầm tường huyễn thể năng phi hành vì lẽ đó có thể nhanh chóng theo sau sau một ngày trầm tường theo người đeo mặt nạ đi tới ngoài thành một mảnh núi hoang chiếc xe kia đứng ở một tòa bên dưới ngọn núi diện bên ngoài sơn động đại ca ta biết ngươi ở bên trong ngươi có thể đi ra người đeo mặt nạ la lớn trầm tường trong lòng thất kinh người đeo mặt nạ này lại là hại yến cửu người kia đệ đệ, người rất có thể mà. Như vậy nhanh liền tìm đến ta, bên trong truyền đến một trận tiếng cười âm lãnh, theo. Ta trở lại, ngươi nhưng là thiếu tộc trưởng, nếu để cho tộc nhân biết ngươi chạy đến. Phụ thân hắn liền muốn nổi giận, người đeo mặt nạ nói. mươi 3596, chú văn tộc. Dấu lớn trong sơn động truyền đến một tiếng tiếng cười điên cuồng ta ở bên ngoài trải qua như vậy thoải mái, ta tại sao muốn trở về với ngươi? Chúng ta có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Dựa vào cái gì muốn rùa rụt cổ tại sáng đạo cổ địa bên trong? Ta đi ra, cũng là vì chấn hưng chúng ta chú văn tộc lại. Là cái gì chú văn tộc trầm tường vừa nghe danh tự này? Liền biết cái này bộ tộc khẳng định nắm giữ rất nhiều chú văn. Người đeo mặt nạ trước liền nắm huyết diễn chú văn đi ra bán mà trong sơn động thiếu tộc trưởng cũng biết trí tôn tà văn cho yến cửu ngươi trở lại nói cho phụ thân ta không trở về đi tới có bản lĩnh để hắn đi ra bắt ta thiếu tộc trưởng cười khẩy nói đương nhiên chỉ bằng hắn có thể không bản lãnh kia nắm lấy ta ngươi có phải là đối với người khác sử dụng trí tôn tà văn người đeo mặt nạ lạnh giọng nói ta trở lại nhất định sẽ đem chuyện này nói cho phụ thân làm sao ngươi biết chuyện này Lẽ nào là ngươi phá hoại của ta chuyện tốt? Thiếu tộc trưởng giận dữ hét từ trong sơn động vọt ra. Người thiếu tộc trưởng này tướng mạo âm nhu, da rẻ trắng nõn, cả người tràn ngập tà khí, chỉ là có người phát hiện đến sớm, đúng lúc cứu lại, sau đó người kia nhớ lại mặt nạ của ngươi. Ta liền bị người tìm tới. Người đeo mặt nạ nói. Xem ra ngươi là thật sự đối với người khác hạ tà nguyên rủa vậy thì như thế nào? hừ, tên kia biết đến sự tình quá hơn nhiều, viêm sơn môn để ta giết chết hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc cho nên muốn để hắn trở thành của ta thú sủng. Không nghĩ tới lại bị phá hỏng. Thiếu tộc trưởng vô cùng phẫn nộ, cái kia viên có trí tôn ta. Văn tinh hạch bị tiểu bạch hồ vỡ vụn thời điểm. Người thiếu tộc trưởng này liền cảm ứng được ngươi. Thật sự không dự định cùng ta đồng thời trở về sao? Người đối với người khác hạ ta chú chuyện này vô cùng nghiêm trọng người đeo mặt nạ nói ta đều nói rồi vốn là viêm sơn môn để ta đi giết cái kia lão gia hòa chúng ta chú văn tộc cùng viêm sơn môn thủy tổ quan hệ như thế nào người cũng không phải không biết ta chỉ là rác rưởi lợi dụng để tên kia trở thành của ta thú sủng mà thôi thiếu tộc trưởng cười lạnh nói ngươi hãy thành thật trả lời ta có phải là ngươi phá hoại kế hoạch của ta ngươi biết không ta ngưng tụ một viên tinh hạch cần thời gian bao lâu, người biết rõ là ta. Còn phá hoại của ta chuyện tốt ta nói rồi, không phải ta phá hoại. Người đeo mặt nạ giận dữ, người không trở về đến liền thôi, chính ta trở lại, người. Đeo mặt nạ vừa phải đi, thiếu tộc trưởng đột nhiên ra tay, đánh ra một đạo hắc quang. Trong nháy mắt liền đem chiếc kia đánh xe oanh thành khí vụ. Mà tại xe ngựa bên trong cụ người cũng bị đánh bay ra ngoài phi hành đánh vào xa xa trên một ngọn núi người đeo mặt nạ nhưng là thiếu tộc trưởng đệ đệ nhưng người thiếu tộc trưởng này hạ lên tay đến nhưng như vậy tàn nhẫn thiếu tộc trưởng lập tức đuổi theo quay về đệ đệ hắn lại là một trận động ác công kích đánh ra vô số đạo màu đen khí hồng đem ngọn núi kia toàn bộ phá hủy người đeo mặt nạ nằm trên mặt đất cả người vết thương đầy rẫy phá hoại của ta chuyện tốt đi chết đi thiếu tộc trưởng cười gằn nói ngay ở hắn muốn ra tay trong nháy mắt tiểu bạch hồ đột nhiên từ u giao sơn trang bên trong đi ra ba cái tiểu bạch hồ đem thiếu tộc trưởng vây nhốt đồng thời thả ra một luồng áp lực vô hình tường nhằm phía thiếu tộc trưởng áp lực tường mặt tường bị tiểu bạch hồ ngưng ra từng thanh áp lực kiếm đè tới trong nháy mắt đem thiếu tộc trưởng khắp toàn thân toàn bộ xuyên thấu là người phương nào người thiếu tộc trưởng kia thống khổ gầm rú lên sư muội giết chết hắn trầm tường cho tiểu bạch hồ truyền âm sau tiểu bạch hồ phóng thích mạnh nhất áp lực trực tiếp đem người thiếu tộc trưởng này xé nát ép thành một mảnh máu đen vụ sau đó trầm tường thả ra hỏa diễm đem tàn dư cái kia cỗ tả lực đốt cháy người người thật sự đem hắn giết chết người đeo mặt nạ cụ bóc ra đây là một người dáng dấp vô cùng tuấn tú nam tử trên mặt tuy không có thiếu tộc trưởng loại này âm nhu tà khí nhưng cũng tràn ngập lạnh lẽo ta nói rồi muốn đem hắn giết chết trầm tường khẽ mỉm cười ngươi liền không cần cảm tạ ta ta là vì giết hắn cũng không phải vì cứu ngươi hừ đa tạ cứu giúp người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là trầm lão bản cửa hàng trầm lão bản quả nhiên danh bất hư truyền người đeo mặt nạ không quen biết trầm tường nhưng cũng nhận ra ba cái tiểu bạch hồ. Lúc trước hắn nhưng là nghe nói mục dịch kính là làm sao làm chết. Mà mục dịch kính thực lực muốn so với hắn cùng hắn ca cường hơn nhiều, tiểu bạch hồ giết chết. Người thiếu tộc trưởng kia sau đó trở về đến Trầm Tường U giao sơn trang bên trong, ngươi. Ca chết rồi, ngươi hiện tại chính là thiếu tộc trưởng đi. Trầm Tường lặng lẽ cười đạo, vứt cho nam tử này một hạt viên thuốc đó là dùng tái sinh lực lượng cô động mà thành, ta mới không muốn làm cái gì thiếu tộc trường. Nam tử đem cái kia hạt đan ăn, vết thương trên người tốt hơn rất nhiều, xin. Hỏi các hạ tôn tính đại danh, trầm tường cảm thấy nam tử này không sai. Tuy rằng lạnh như băng dáng vẻ, chu hưng trí, ngươi. Sau khi trở về, có thể hay không đem chuyện này nói cho phụ thân ngươi. Trầm tường cười nói, ta còn thực sự có chút sợ các ngươi chú văn tộc tuy rằng ta không biết này chú văn tộc lợi hại bao nhiêu bớt luận làm sao ta có thể sống sót đều là bởi vì ngươi ra tay ta trở lại bẩm báo chuyện này ngươi nhất định sẽ tao họa sát thân đây chính là vong ân phụ nghĩa cử chỉ ta chu hưng trí không làm được loại này thời kỳ chu hưng trí hử lạnh nói ngươi nhưng chớ đem ta chu hưng trí xem thành là loại này tiểu nhân hèn hạ chỉ mong như lời ngươi nói đi trầm tường cười nói, ngươi có còn hay không chí tôn chú văn muốn bán ra? Trực tiếp bán một cái cho ta, tiện nghi một điểm, không? Có ta lần này đi ra chỉ là phụng mệnh tới bắt đại ca ta, thuận tiện xuất huyết diễn chú văn. Huyết diễn chú văn tộc bên trong cũng không cần, liền đem ra đổi lấy sáng đạo thánh tinh. Chu Hưng Chí nói, xem ra các ngươi chú văn tộc nắm giữ rất nhiều sáng đạo chú văn nha. Trầm Tường cười nói, không bằng như vậy, ngươi trở lại hỏi một chút còn có cái gì không muốn trí tôn chú văn, nếu là lại có thêm ra tay, ngươi liền đến tìm ta đi. Ngươi cầm huyết diễn chú văn đi ra bán đấu giá. Ngươi bộ tộc khẳng định cho một cái mục tiêu ngươi, để ngươi chỉ ít mua bao nhiêu. Đúng không, chỉ ít sáu vạn sáng đạo thánh tinh. Ta đã vượt qua, vì lẽ đó còn lại sáng đạo thánh tinh quy ta hết thảy. Này cũng không phải ta tham lam, mà là ta nên đến thiên kinh địa nghĩa. Chu Hưng Chí nghĩa chính ngôn từ nói chỉ lo trầm tường đối với hắn loại này hành văn chỉ chỉ trỏ trỏ, được. Rồi, lần sau lại trí tôn chú văn, ngươi trực tiếp tìm đến ta. Chúng ta nói chuyện một cái xong phương đều giá vừa ý, ngươi cũng không cần đi buôn bán. Ngươi nhưng là cho không ít sáng đạo thánh tinh buổi đấu giá, đúng không? Trầm tường cười nói, nếu như trực tiếp tìm ta, liền bớt đi này bút sáng đạo thánh tinh, được. Một lời đã định. Chu Hưng Chí suy nghĩ một chút, như vậy hắn được chỗ tốt càng nhiều. Cũng là đồng ý, Trầm Tường cảm thấy người này phi thường thú vị, tuy rằng lạnh như băng. Nhưng coi như không tệ, đúng rồi, ngươi ca nói các ngươi cùng Viêm Sơn Môn có quan hệ. Chuyện gì thế này? Trầm Tường rất lo lắng Viêm Sơn Môn sẽ mượn này chú văn tộc sức mạnh. Này không phải là chuyện tốt, nói rất dài dòng, nói chung Viêm Sơn Môn không phải vật gì tốt này mấy cái tông môn đều không phải thứ tốt ta rất đáng ghét bọn họ. Nhưng phụ thân và các trưởng lão nhưng coi bọn họ là làm thượng tân. Chu Hưng trí tức giận bất bình, cho bọn hắn không ít tốt trí tôn chú văn. Nhưng cái gì đều không được, phụ thân bọn họ thực sự là một đám cổ hủ gia hòa. Chương 3597, Chu Hưng trí quyết định. Dấu lớn trầm tường hiện tại có thể xác định, này chú văn tộc có rất nhiều trí tôn chú văn. Trả lại không thiếu Viêm Sơn môn tại, sáng đạo cổ địa bên trong còn có cái khác mấy cái tông môn. Các ngươi chú văn tộc cùng quan hệ của bọn họ thế nào? Trầm Tường cảm thấy kỳ quái, các ngươi chú văn tộc thực lực chắc là rất mạnh mới đúng. Các ngươi tại sao muốn đi lấy lòng Viêm Sơn môn? Lẽ nào các ngươi chú văn tộc thực lực không có Viêm Sơn môn mạnh mẽ? Chu Hưng Chí đối Trầm Tường cảm thấy phi thường tức giận, nói láo chúng ta chú văn tộc thực lực tại sáng đạo cổ địa bên trong là mạnh nhất đừng nói viêm sơn môn coi như sáng đạo cổ địa bên trong mấy cái tông môn gộp lại đều không phải là đối thủ của chúng ta này chú văn tộc lại cường đại như vậy đem trầm tường sợ hết hồn vậy tại sao các ngươi chú văn tộc muốn lấy lòng viêm sơn môn thực lực của các ngươi thật sự cường đại như vậy căn bản không cần e ngại bọn họ mới đúng Trầm tường cười lạnh nói, nhưng hiện tại xem ra các ngươi vì làm bọn hắn vui lòng. Tựa hồ đang nuốt giận vào bụng như thế, Chu Hưng Chí cả giận nói, ta làm sao biết phụ thân bọn họ là nghĩ như thế nào? Nói chung chúng ta chú văn tộc thực lực rất mạnh, ngươi là luyện đan, hơn nữa cũng mua chúng ta huyết diễn chú văn, ngươi chắc là chí tôn chú văn lợi hại bao nhiêu chứ? Chúng ta chú văn tộc liền nắm giữ hơn 100 chí tôn chú văn mà viêm sơn môn nhiều lắm cũng chỉ là 30, 40, vẫn là người khác nhau nắm giữ tại. Chúng ta chú văn tộc bên trong thì có có thể đồng thời nắm giữ hơn trăm trí tôn chú văn người. Mà nắm giữ đến mấy chục cũng không có thiếu chu. Hưng trí đối này phi thường tự hào, chính hắn cũng biết trí tôn chú văn mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn phi thường khẳng định bọn họ chú văn tộc thực lực không thể so viêm sơn môn kém cõi trầm tường luôn cảm thấy chú văn tộc hiện tại gặp phải chuyện gì bản thân liền phi thường khuyết thiếu sáng đạo thánh tinh bằng không cũng sẽ không nắm huyết diễn chú văn đi ra bán nhìn thấy trầm tường đầy mặt vẻ khinh bỉ chu hưng trí âm thầm tức giận bởi vì hắn cảm thấy trầm tường tại xem thường hắn chú văn tộc ngươi không cần phẫn nộ ta cũng không phải xem thường các ngươi chú văn tộc ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi không nên cùng viêm sơn môn loại này ra hòa tiếp tục hợp ngươi ca trước hắn đối với người khác sử dụng loại này chí tôn tà văn chắc là chính là chịu đến viêm sơn môn ảnh hưởng trầm tường nói chí tôn tà văn đáng sợ giường nào chính ngươi chắc là rất rõ ràng ta hy vọng ngươi sau khi trở về có thể cùng các ngươi trong tộc trưởng lão cố gắng phản ứng chuyện này bằng không các ngươi bị viêm sơn môn hố thảm thời điểm hối hận không kịp trầm tường nói ta đã sớm cảm thấy viêm sơn môn phi thường không đáng tin chỉ là không có biện pháp gì địa vị của ta quá thấp trong tộc có thể nói chuyện đều là thực lực mạnh mẽ người bọn họ nắm giữ sức mạnh to lớn vì lẽ đó bọn họ bất luận làm ra cái gì quyết sách tộc nhân đều cảm thấy là chính xác mặc dù có bất mãn vậy cũng chỉ là số ít mấy cái bọn họ căn bản không được tác dụng gì ngươi ca không phải cái gì thiếu tộc trưởng sao đây là không phải mang ý nghĩa hắn là tương lai tộc trưởng Hiện tại hắn đã chết rồi, mà phụ thân ngươi là tộc trưởng. Nói không chắc ngươi sẽ bị lập thành thiếu tộc trưởng, vậy thì là cơ hội của ngươi." Trầm Tường cười nói, ngươi bị phái ra làm việc để, hẳn là bị trong tộc coi trọng mới đúng. Ngươi không nên coi thường chính mình, Chu. Hưng Chí cúi đầu trở nên trầm tư, ca ca hắn tuy rằng chết đi, nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành thiếu tộc trưởng. Hiện tại còn lại nhấc lên, hắn đột nhiên có ý nghĩ này, ta biết nên làm như thế nào, ta sau khi trở về, ta sẽ đi nhìn thử một chút. Chu Hưng Chí nói, ta sẽ mau chóng lại tới tìm ngươi, trầm tường khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Được, đến thời điểm ngươi trực tiếp đi của ta cửa hàng là được, Chu. Hưng Chí trước có thể suýt chút nữa bị đại ca của chính mình giết chết. Nếu không là trầm tường ra tay giúp đỡ, hắn sẽ chết đến mức rất thảm. Vì lẽ đó hắn đối trầm tường vô cùng cảm kích. Tuy rằng trầm tường trước thái độ làm cho hắn phi thường phẫn nộ. Nhưng hắn nhưng không có phát tác, Chu Hưng Chí rất nhanh sẽ đi xa cái. Tên này là có chút dã tâm, tuy rằng đều là bày một bộ sú mặt, bất quá người cũng không tệ lắm. Tri ân báo đáp, trầm tường cười nói, không phải là à. Vì gia tộc bán cái đồ vật chính mình thuận tiện kiếm lời một bút. Rất rõ ràng hắn trong bóng tối kiếm lấy sáng đạo thánh tinh là có tính toán gì. Tô Mị Giao nói, trầm tường trở lại chiến huy thành, Yến Cửu đã khôi phục rất khá. Chỉ là hắn đối với mình không yên lòng. Vì lẽ đó tiếp tục tại cái kia thâm địa mật thất trong phong ấn ở lại, Yến. Tiền bối không sao rồi, ta yên tâm rất nhiều. Trầm tường từ trong phủ thành chủ đi ra, trở về bên trong cửa hàng. Hắn sau đó phải mau mau luyện chế tạo nguyên thần đan, tạo nguyên thần đan là có thể khiến người. Ta tại ngạo thế thần cảnh đỉnh phong trên có tăng lên đan tuy rằng không thể bảo đảm có thể đột phá nhưng loại này đan nhưng có nhất định công hiệu trầm tường trở lại bên trong cửa hàng đem một vài thần phong thần đan giao cho hoa ly tình đồng thời bàn giao nàng nếu là có một cái tên là chu hưng chí người đi tới nơi này nhất định phải lưu lại hắn đồng thời lập tức đi thông báo hắn chu hưng chí nếu là đến rất có thể sẽ mang theo chí tôn chú văn mà tới chí tôn chú văn phi thường quý giá có thể có người lấy ra bán đấu giá, cái kia đều là cơ hội ngàn năm một thuở. Mà chu Hưng Chí đã đáp ứng trầm tường, nếu là chú văn tộc còn có trí tôn chú văn bán ra. Sẽ đến bán ra cho hắn, cũng không biết sáng đạo thần chủ bên kia thế nào rồi. Trầm tường muốn đi tìm sáng đạo thần chủ. Hỏi một chút hắn có liên quan với chú văn tộc sự tình, này chú văn tộc tựa hồ vô cùng thần bí hơn nữa thực lực cũng rất mạnh sáng đạo thần chủ bọn họ khẳng định làm tốt chuẩn bị đầy đủ mới từ cái kia diện tường cao bên trong đi ra cũng không biết phải chờ tới lúc nào mà trầm tường muốn từ bên ngoài đi vào liền khó khăn hắn lần trước đi rằng thành công nhưng gây nên băng ngọc tông cảnh giác lần thứ hai liền trở nên phi thường khó khăn trước hết nghĩ biện pháp bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh lại nói Trầm tường cũng không muốn cùng tuyệt đại đa số người như thế bị vây ở cảnh giới này. Trước thanh long chiến đế, nhìn như thiên phú dị bẩm Nhưng hắn vì có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, cam nguyện làm nô. Có thể thấy được muốn bước quá ngưỡng cửa kia là cỡ nào khó, mà trầm tường muốn đột phá. Cũng chỉ có thể chính mình luyện chế một loại trước nay chưa từng có thần đan. Đánh vỡ loại này cảnh khốn khó, hiện tại hắn có hóa cảnh đan văn, hắn đối này càng thêm tự tin hắn cảm giác mình nhất định có thể thành công, nếu là hắn có thể thành công. Hắn liền có thể làm cho U Dao Sơn Trang bên trong nữ tử tiến thêm một bước. Đến lúc đó hắn có thể làm càng nhiều trước đây không thể làm sự tình, mỹ cảnh tỉ muội các nàng. Đã trồng trọt ra không ít nguyên cương thần tu thảo cùng tử phách thần quả. Mà tạo nguyên tử trúc đã sớm trồng trọt ra một đám lớn đến, trầm tường tại mật thất. Đầu tiên là đốt cháy tạo nguyên tử trúc đi tìm hiểu tạo nguyên tử trúc đặc tính hắn phóng thích hỏa diễm cũng không phải quá mạnh bất quá hắn sẽ một chút tăng cường này chủ yếu là vì thăm dò tạo nguyên tử trúc chịu đựng hỏa diễm mức độ tạo nguyên tử trúc rất tốt có thể chịu đựng mãnh liệt như thế hỏa diễm đều một quãng thời gian rất dài cũng không có thay đổi hình xem ra ta phải tiếp tục tăng cường hỏa diễm mới được trầm tường thả ra ngoài hỏa diễm đã là chính hắn cực hạn hắn lúc này muốn cho xích hỏa thần long đến phóng thích hỏa diễm. Thân thể của hắn không thể chịu đựng ngọn lửa này. Hắn chỉ có thể để xích hỏa thần long xuất thể. Đem hỏa diễm rót vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, sau đó hắn đang tiến hành khống chế. mươi 3598, Dược Văn. Dấu lớn xích hỏa thần long rót vào lượng lớn truyền thuyết long hỏa sau đó. Tạo nguyên tử trúc bắt đầu có biến hóa, nguyên bản là màu tím. Bản truyền thuyết long hỏa đốt cháy sau một khoảng thời gian. Đã biến thành màu đỏ, liền như vậy, Trầm Tường liên tục đốt cháy mấy cái canh giờ. Tạo nguyên tử trúc vẫn như cũ là như cũ, chính là bị thiêu đến đỏ chót mà thôi. Cũng không có cái khác biến hóa, cũng không cách nào hòa tan, lẽ nào là của ta hỏa diễm không đủ. Trầm Tường rất là phiền muộn, ngươi không cần nóng lòng, mới mấy cái canh giờ mà thôi tạo nguyên tử trúc nhưng là thượng phẩm sáng đạo thần dược loại dược liệu này há lại là như vậy dễ dàng bị luyện hóa hà phượng viện nói bình thường sinh trưởng đến loại cảnh giới này dược liệu bản thân liền phi thường mạnh mẽ cùng nhân loại như thế đều là trải qua muôn vàn khó khăn mới sinh trưởng nhiều năm như vậy được rồi ta đến kiên trì một điểm trầm tường rõ ràng hắn hiện tại luyện chế dược liệu là hắn luyện chế quá khó nhất loại này Hắn dùng truyền thuyết long hỏa đốt cháy cũng mới mấy cái canh giờ mà thôi, tại trước đây. Hắn phần luyện một ít cấp thấp dược liệu, vì lẽ đó mấy chục thiên. Thậm chí mấy tháng, trầm tường rất kiên trì. Liền để xích hỏa thần long như vậy đốt cháy hơn 10 ngày, để hắn buồn bực chính là nguyên bản bị thiêu đến đỏ chót tạo nguyên tử trúc hiện tại lại biến trở về màu tím. Cùng nguyên lai like giống như đúc, phượng viện đại mỹ nhân, đây là chuyện ra sao? Trầm tường vội vàng đi hỏi dò hà phượng viện ta. Cũng không biết, ngươi tiếp tục phần luyện nhìn. Ngược lại người khác có thể sử dụng tạo nguyên tử trúc luyện chế ra đan đến. Người cũng có thể, Hà Phượng Viện nói, khả năng là của ta hỏa diễm không đủ cường. Trầm tường nghĩ đến tiểu bạch hồ, tiểu bạch hồ có thể đem lượng lớn hỏa diễm xúc tích cùng nhau. Sau đó vận dụng áp lực mạnh mẽ trong nháy mắt ép vào vật thể bên trong, phi thường đáng sợ nàng lần trước chính là như vậy đem từ băng viên thiêu chết từ băng viên bản thân liền là một cái rất nại thiêu ra hỏa nhưng cũng bị tiểu bạch hồ vận dụng loại thủ đoạn này thiêu chết sư muội lại cho ngươi hỗ trợ trầm tường nói hay lắm hay lắm ta chính nhàn rỗi đây cùng sư huynh cùng nhau luyện đan phi thường thú vị tiểu bạch hồ cười cợt đạo trầm tường đem nàng cho tới thời gian trong trận pháp giống như trước như thế sao tiểu bạch hồ hỏi trầm tường trước cũng chỉ là làm cho nàng hỗ trợ ngưng đan. Nàng ba cái phân thân dùng áp lực rất nhanh, như thiêu tử băng viên như thế, ta hiện tại gặp phải dược liệu phi thường khó có thể đốt cháy. Trầm tường cười nói, người lần trước là làm sao đốt cháy tử băng viên. Hiện tại liền làm sao đốt cháy loại dược liệu này. Bất quá là tại trong lò luyện đan tiến hành, tiểu. Bạch hồ gật gật đầu, tràn đầy phấn khởi, khi nào thì bắt đầu, hiện tại là có thể bắt đầu trầm tường trước đốt cháy tạo nguyên tử trúc hiện tại vẫn không có hóa đi đây hắn còn phải tiếp tục đốt cháy xuống sư muội ngươi là làm sao đem hỏa diễm trở nên như vậy cường tự hồ chỉ dùng áp lực không đủ đi trầm tường nói ta vận dụng tăng cường chú văn dung hợp chú văn để hỏa diễm trở nên mạnh mẽ sau đó sẽ cùng của ta áp lực chú văn dung hợp lại cùng nhau tiểu bạch hồ cười cợt nói đây chính là ta trước đây nhàn rỗi không chuyện gì làm lúc làm ra đến vì lẽ đó hỏa diễm càng mạnh càng tốt như thế lợi hại nha trầm tường trước dùng truyền thuyết long hỏa đốt cháy thời điểm cũng không có vận dụng tăng cường chú văn chủ yếu là tăng cường sau đó cái kia truyền thuyết long hỏa liền không cách nào khống chế hắn bây giờ có thể khống chế truyền thuyết long hỏa đô rất không dễ dàng nếu là lại đi khống chế tăng cường sau đó truyền thuyết long hòa vậy hắn sẽ phi thường vất vả muốn bắt đầu rồi trầm tường nói hừm ta chuẩn bị kỹ càng rồi tiểu bạch hồ gật gật đầu đã không thể chờ đợi được nữa tiểu bạch hồ trước cùng trầm tường đồng thời luyện chế quá thần phong thần đan nàng đã hết sức quen thuộc tại thiên sáng đỉnh lô bên trong phóng thích áp lực này không cần trầm tường đi lo lắng tiểu bạch hồ bắt đầu phóng thích áp lực để tạo nguyên tử trúc bốn phương tám hướng đều là áp lực. Tạo nguyên tử trúc bị áp lực dơ lên đến, trôi nổi, sư huynh, đến lượt ngươi. Tiểu bạch hồ hô, được, vậy thì đến. Trầm tường khống chế xích hỏa thần long. Phóng thích một luồng hỏa diễm đi vào, tiểu bạch hồ tốc độ cực nhanh đem ngọn lửa kia cho hấp. Thu lại đây, đồng thời vận dụng vài loại sáng đạo chú văn. Làm cho truyền thuyết long hỏa trong nháy mắt trở nên phi thường cuồng bạo, truyền thuyết long hỏa tuy rằng cuồng bạo nhưng cũng không cách nào tránh thoát tiểu bạch hồ áp lực che chở. Bị vững vàng cầm cố ở bên trong. Hơn nữa còn bị không ngừng đè ép đến tạo nguyên tử trúc bên trong, có. Phản ứng, tạo nguyên tử trúc dạ nớt. Trầm tường kinh hô, hắn tiếp tục phóng thích hỏa diễm. Để tiểu bạch hồ tiến hành lần sau ép luyện, tiểu bạch hồ nhìn thấy tạo nguyên tử trúc dạ nớt. Cũng rất kích động, phóng thích càng mạnh hơn áp lực, sư huynh lần này đến càng mạnh hơn một điểm, trực tiếp đem vật này vỡ vụn được. Trầm tường lần thứ hai thả ra một luồng rất mãnh liệt truyền thuyết long hòa. Dường như một con rồng như vậy nhảy vào tiểu bạch hồ áp lực che chở bên trong, lần này. Tạo nguyên tử trúc không chịu được nữa. Tại tiểu bạch hồ mãnh liệt hỏa diễm cùng áp lực xung kích bên dưới. Trong nháy mắt mở tung, mở tung sau đó, lò luyện đan mãnh liệt lay động một cái mà trầm tường cùng tiểu bạch hồ đều vô cùng khiếp sợ bởi vì bọn họ nhìn thấy mở tung tạo nguyên tử trúc hóa thành chất lỏng sau dĩ nhiên hình thành một đạo đồ văn tại trong lò luyện đan sư huynh ngươi có phải là ở bên trong luyện vào ngạo thế đan văn tiểu bạch hồ kinh ngạc hỏi không phải này không phải ta quen thuộc ngạo thế đan văn trầm tường cũng cảm thấy khó mà tin nổi hắn lập tức đem sự tình nói cho hà phượng viện cùng tiêu tương lâm hà phượng viện cùng tiêu Tương Lâm lập tức đi vào kiểm tra. Một lúc sau, Hà Phượng viện cau mày nói: Này, đạo linh văn hẳn là tạo nguyên tử trúc bản thân thì có tiêu. Tương Lâm gật đầu nói: Đây là tạo nguyên tử trúc từ lúc sinh ra đã mang theo đồ vật. Phải gọi làm Dược Văn. Này Dược Văn có chỗ lợi gì sao? Trầm tường luyện đan nhiều năm như vậy, nhưng là lần đầu gặp phải tình huống như thế ta. Không biết người này Dược Văn trước hết cho ta đi, ta trở lại nghiên cứu một chút. Tiêu tương lâm nói, được. Trầm tường đem hóa thành dược văn tạo nguyên tử trúc giao cho tiêu. Tương lâm, lúc này tạo nguyên tử trúc đã hóa thành tinh thể. Tinh thể động lại sau đó dược văn, Hà Phượng Viện nói. Những luyện đan sư khác luyện chế tạo nguyên tử trúc thời điểm. Chắc chắn sẽ không gặp phải tình huống như thế. Đây nhất định là bởi vì các ngươi hai cái liên thủ luyện chế thay đổi dược hồn hình thái. Trực tiếp hóa thành nguyên thủy nhất dược văn như vậy cái khác dược liệu sẽ có hay không có tình huống như thế tiêu tương lâm hỏi ta không biết ta cảm thấy đây là cá biệt tình huống hà phượng viện nói tương lâm người đi về trước nhìn này dược văn có tác dụng gì nếu là tác dụng lớn hay là có thể cố gắng lợi dụng dược văn đi tổ hợp ngạo thế đan văn hà phượng viện cùng tiêu tương lâm rời đi trầm tường thời gian trận pháp sau đó trầm tường cùng tiểu bạch hồ sắp sửa làm lại đi luyện hóa tạo nguyên tử trúc sư muội lần này chúng ta muốn làm đến càng tốt hơn trầm tường cười nói có sư muội trợ giúp ta thực sự là ung dung quá nhiều tiểu bạch hồ cười duyên lên cùng với trầm tường luyện đan đều là có thể gặp phải rất nhiều chuyện thú vị lần này trầm tường cùng tiểu bạch hồ càng thêm thành thạo đem tạo nguyên tử trúc nổ nát này trước sau bất quá dùng thời gian một ngày xem như là phi thường sắp rồi tạo nguyên tử trúc vỡ nát sau đó lập tức tạo thành dược văn, đến một bước này, trầm tường cũng có chút khó khăn. Hắn không biết muốn làm sao tiếp tục nữa, này dược văn nên xử lý như thế nào? Trầm tường vuốt cầm nghĩ. Trường 3599, rất mạnh thần đan. Dấu lớn, có muốn hay không phá hỏng? Trầm tường muốn cùng tiểu bạch hồ thử một chút xem. Đêm này như là tinh thể điêu khắc mà thành dược văn phần luyện, Hà Phượng Viện nói tốt nhất không muốn này dược văn lẽ ra có thể tăng lên đan phẩm chất ta cảm thấy tốt nhất là không muốn phá hoại ta kiến nghị ngươi lúc này đi luyện hóa cái khác hai loại phụ trợ dược liệu sau đó đem cái kia hai loại phụ trợ dược liệu làm vì là ngưng đan chủ thể cuối cùng đem này dược văn áp xúc thành rất nhỏ nạm vào nguyên cương thần tu thảo cùng từ phách thần quả bán thành phẩm đan bên trong trầm tường hít một hơi muốn đem này dược văn ép luyện thành thật rất nhỏ này tự hồ phi thường gian nan, hơn nữa ở phía sau còn muốn ngưng khắc hóa cảnh đan văn đi. Tới, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thử một chút xem. Trầm tường cảm thấy có tiểu bạch hồ hỗ trợ. Đây sẽ không quá khó, hắn lấy ra nguyên cương thần tu thảo cùng tử phách thần quả. Chính mình đi phần luyện, hắn lo lắng này hai loại dược liệu không đủ cường hãn. Bị tiểu bạch hồ áp lực lập tức vỡ vụn, trầm tường dùng truyền thuyết long hỏa đi đốt cháy dùng non nửa ngày thời gian liền đem chi luyện hóa, ngừng tụ thành tinh thể. Sau đó sẽ tiến hành xông tới diễn sinh, để phẩm chất càng mạnh hơn. Cuối cùng để tiểu bạch hồ dùng áp lực ép tiểu, nhanh gần như thời điểm. Trầm tường đem này để ở một bên, sau đó đi luyện chế cái kia dược văn, trực. Tiếp ép, có thể sẽ vỡ nát, sư huynh, trước tiên dùng hỏa diễm đốt cháy nhuyễn một điểm. Tiểu bạch hồ nói, ta cũng là nghĩ như vậy trầm tường phóng thích truyền thuyết long hỏa đi thiêu đốt một cả ngày sau đó dược văn trở nên dẻo dai một điểm sau đó tiểu bạch hồ phóng thích áp lực vô cùng cẩn thận đi ép tiểu dược văn đây là vì bảo đảm dược văn không biến hình quá trình này phải vô cùng tỉ mỉ một khi xuất hiện sai lầm này dược văn coi như uổng phí trầm tường cũng đến phi thường tinh chuẩn khống chế hỏa diễm đi đốt cháy hỏa diễm quá mạnh mẽ quá yếu cũng không được nếu là chỉ có chính ta khẳng định không cách nào thành công trầm tường thở dài một hơi tiểu bạch hồ nhưng là ra rất nhiều lực chúng ta là sư huynh muội có thể đồng thời luyện đan quá tốt rồi nếu là không có sư huynh ta căn bản không biết làm thế nào tiểu bạch hồ cười nói ta chắc là lại như là luyện đan lúc phụ trợ dược liệu đi trầm tường cười sờ sờ tiểu bạch hồ đầu sư muội quá khiêm tốn tiểu Bạch Hồ đầy đủ dùng thời gian một tháng mới đem dược văn làm cho thật rất nhỏ. Phi thường thuận lợi hơn nữa hoàn mỹ ngưng khắc vào cái kia hạt đan lên, cuối cùng. Tạo nguyên tử trúc, nguyên cương thần tu thảo cùng tử phách thần quả này ba loại dược liệu bị. Sau khi luyện hóa, lấy kỳ lạ trạng thái dung hợp lại cùng nhau. Trầm tường vẫn là lần đầu làm chuyện như vậy, này hạt đan phẩm chất đã rất cao. Trầm tường có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng này còn chưa kết thúc chỉ là hoàn thành một nửa, còn lại một nửa chính là ngưng khắc hóa cảnh đan văn, hóa cảnh đan. Văn cực kỳ trọng yếu, có thể làm cho đan phẩm chất tăng lên mấy lần, khả. Năng này cần rất nhiều sáng đạo thánh tinh. Trầm tường có như vậy linh cảm, tô mị giao trước luyện chế không ít thần phong thần đan. Còn đều là nàng một bên chơi một bên luyện chế, hoa ly tình tổng cộng bán ra 400 hạt. Trầm tường trả lại dương căn minh cái kia hơn hai vạn sau đó trong tay còn có hai vạn sáng đạo thánh tinh chắc là đầy đủ trầm tường nhìn một chút chính mình nắm giữ sáng đạo thánh tinh thầm nghĩ sau đó hắn bắt đầu ngưng khắc hóa cảnh đan văn tại trước đây ngưng khắc hóa cảnh đan văn sau khi thành công còn cần lấy máu rót vào lượng lớn sinh mệnh lực lượng nhưng ở tiêu tương lâm cải tiến hóa cảnh đan văn sau đó trầm tường chỉ cần tại thiên sáng đỉnh lô bên trong thả vào sáng đạo thánh tinh là được ngưng khắc hóa cảnh đan văn rất nhanh sẽ hoàn thành bắt đầu thả vào sáng đạo thánh tinh trầm tường thả vào một ngàn sáng đạo thánh tinh đi vào sau đó cùng tiểu bạch hồ nhìn sáng đạo thánh tinh số lượng sáng đạo thánh tinh bên trong năng lượng trôi đi sau đó sẽ một chút nhỏ đi cuối cùng tiêu tan chỉ là không bao lâu sáng đạo thánh tinh sẽ không có rất nhiều thật nhanh nha tiểu bạch hồ thở dài nói sau một ngày ngàn hạt sáng đạo thánh tinh toàn bộ biến mất rồi trầm tường đã có tâm lý chuẩn bị biết này hạt đan cần năng lượng nhiều vô cùng nhưng cũng bị sợ hết hồn một ngày liền tiêu hao ngàn sáng đạo thánh tinh trầm tường tiếp tục thả vào một ngàn sáng đạo thánh tinh lại là thời gian một ngày bị hấp thu xong kỳ thực trầm tường nhìn thấy này hạt đan hấp thu sáng đạo thánh tinh tốc độ nhanh như vậy trong lòng vẫn tương đối cao hứng mang ý nghĩa này hạt đan rất mạnh năm ngày đi qua tiêu hao năm ngàn sáng đạo thánh tinh cái kia hạt đan lúc này bắt đầu run rẩy lên hóa cảnh đan văn hóa thành màu đỏ không ngừng mà lấp lóe thành công tiểu bạch hồ kinh hô nàng cùng trầm tường luyện chế quá không ít thần phong thần đan biết sau khi thành công là như thế nào bởi vì nàng cũng tham dự luyện đan cho nên nàng phi thường có cảm giác thành công trầm tường gật đầu cười sư huynh ngươi nhanh thử một chút xem có công hiệu gì tiểu bạch hồ nói còn có này hạt đan tên gọi là gì gọi là còn phải xem công hiệu ta trước tiên thử một chút xem đến thời điểm để ngươi gọi là trầm tường nói từ lò luyện đan lấy ra cái kia hạt đan cầm trong tay phi thường trầm trọng nhỏ nhỏ màu đỏ viên thuốc dĩ nhiên nặng đến hơn trăm cân tiểu bạch hồ phi thường chờ mong công hiệu làm sao sau đó trong lòng cũng đang suy nghĩ tên trầm tường ăn này hạt đan chỉ cảm thấy cái bụng đột nhiên nhét vào rất nặng đồ vật để hắn có chút không thoải mái. Bất quá cái kia hạt đan rất nhanh sẽ có hiệu quả, dĩ nhiên có thể trôi nổi ở trong đan điền. Sau đó nhanh chóng xoay tròn, thả ra lượng lớn năng lượng màu đỏ. Dâng tới toàn thân hắn các nơi, tiểu bạch hồ lúc này cũng có thể nhìn thấy. Trầm tường cả khuôn mặt đều đỏ chót cực kỳ, sau đó chính là toàn thân da thịt đều rất hot liền ngay cả trầm tường hai con mắt tròng trắng mắt đều là màu đỏ, xem ra hơi dọa người, sư. Huynh, ngươi có sao không nhỉ? Tiểu Bạch Hồ có chút bận tâm, ta. Không có chuyện gì, thoải mái rất đây. Trầm tường cười nói, khả năng này cần thời gian rất lâu đi luyện hóa, hừm. Không liên quan, ta cùng ngươi. Tiểu Bạch Hồ nói, không. Cần theo ta, ngươi đi tìm sư phụ, hoặc là tìm tiết di chơi mấy ngày đi. Ta cảm nhận được năng lượng quá mạnh mẽ trầm tường chính mình cũng cảm thấy đáng sợ ừm tiểu bạch hồ rất nghe trầm tường lập tức đi ra thời gian trận pháp trầm tường tiếp tục luyện hóa cái kia hạt đan năng lượng trăm năm đi qua cái kia hạt đan vẫn còn đang hắn trong đan điền không ngừng say tròn dâng trào năng lượng màu đỏ ngòm mà lúc này đột nhiên có biến hóa dâng trào đi ra không còn là khí vụ mà là chất lỏng màu đỏ như máu là huyết trầm tường chấn động trong lòng, lượng lớn huyết dịch rót vào cơ thể hắn bên trong. Cùng hắn vốn là dòng máu dung hợp, thẩm thấu đến các nơi, rất nhiều rất nhiều huyết từ cái kia hạt đan trào ra. Không ngừng cùng hắn thân thể vốn là dòng máu dung hợp, thẩm thấu đến gân cốt trong bắp thịt. Nhanh chóng tăng lên hắn thân thể cường độ thật, là đáng sợ đan, phượng viện nói không sai. Cái kia nguyên cương thần tu thảo cùng tử phách thần quả cùng tạo nguyên tử trúc có thể này sinh rất lớn phản ứng. Trầm tường trong lòng cảm khái, liền như vậy. Cái kia hạt đan dâng trào đầy đủ trăm năm dòng máu. Thân thể của hắn trải qua nhiều như vậy huyết dịch trăm năm rèn luyện. Tăng cường rất nhiều, đan biến thành màu tím, vẫn chưa xong. Trầm tường không biết này hạt đan năng lượng muốn cái gì thời điểm mới có thể tiêu hao hết. Này hạt đan thực sự là thật đáng sợ, chẳng trách hấp thu năm ngàn hạt sáng đạo thánh tinh chương 3600, sơ nhập truyện thuyết. Dấu lớn trầm tường cũng không biết đón lấy còn muốn bao lâu thời gian đi luyện hóa. Đều thời gian dài như vậy, này hạt đan vẫn như cụ phóng thích năng lượng nguyên bản là màu đỏ. Biến thành màu tím sau đó, lại phóng thích không giống năng lượng. Trước màu đỏ 200 năm phóng thích dòng máu năng lượng. Khiến cho cơ thể hắn trở nên rất mạnh. Thân thể đủ mạnh, cũng là bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh cần thiết có điều kiện màu. Tím chính là cái gì năng lượng? Trầm Tường trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chỉ cảm thấy linh hồn chịu đến xung kích, màu tím là tăng cường linh hồn, hắn hấp thu năng lượng màu tím lại dùng đi 200 năm. Sau đó lại đã biến thành màu trắng, màu trắng phóng thích năng lượng trực tiếp rót vào hắn thần hải bên trong, dẫn đến hắn thần hải sức mạnh tăng nhanh như gió, đây là tăng cường thần hải sức. Mạnh, năng lượng màu trắng cũng phóng thích 200 năm mới kết thúc. Trầm tường chỉ cảm thấy thân thể mình ba cỗ năng lượng đột nhiên tụ hợp lại một nơi. Sức mạnh của thân thể, linh hồn sức mạnh cùng thần hải sức mạnh bất chi bất giác tụ hợp. Dung hợp trong nháy mắt bùng nổ ra một khí thế đáng sợ, truyền thuyết khí. Trầm tường run lên trong lòng, hắn đối truyền thuyết khí phi thường quen thuộc. Bởi vì hắn xích hỏa thần long liền có thể thả ra loại khí tức này, trầm tường còn tưởng rằng muốn ăn 10 hạt 8 hạt loại này đan, mà hiện tại lại một hạt liền có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh chính hắn cũng bị sợ rồi cái kia hạt đan cần thiết dược liệu cũng không phải cấp cao nhất loại này cũng chỉ là luyện chế quá trình phi thường gian nan tiêu hao lượng lớn sáng đạo thánh tinh liền nảy sinh như vậy công hiệu trầm tường có thể khống chế chính mình ba loại sức mạnh trong nháy mắt dung hợp phóng thích truyền thuyết khí mà hắn khắp mọi mặt đều có tăng lên rất nhiều chuyện này ý nghĩa là hắn đã bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh sơ kỳ ngạo thế đan văn sư muội phân thân sức mạnh này thiếu một thứ cũng không được chính ta là không cách nào luyện chế ra loại này đan trầm tường cảm thấy tiểu bạch hồ giúp chăm sóc rất lớn nàng bản thân liền là ngạo thế truyền thuyết cảnh lại vận dụng áp lực chú văn tăng cường chú văn cùng dung hợp chú văn tăng cường xích hỏa thần long hỏa diễm đây mới là then chốt, sau đó chính là 5.000 sáng đạo thánh tinh. Nếu là những luyện đan sư khác có thể không nỡ dùng nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh. Bởi vì một khi thất bại, vậy thì là tổn thất thật lớn, trầm tường tại thời gian trong trận pháp. Ở lại, sững sờ 600 năm, bên ngoài đi qua 6 ngày. Tô Mị giao luyện chế ra 1.000 hạt thần phong thần đan, trước bán ra thần phong thần đan cũng. Không có thiếu, đều là bán 150 sáng đạo thánh tinh một hạt hiện tại hoa ly tình chuẩn bị bắt đầu xuống giá rơi xuống một trăm sáng đạo thánh tinh sư muội ta đột phá trầm tường đối tiểu bạch hồ cười nói có thật không tiểu bạch hồ cũng không thể tin được trầm tường ăn một hạt đan liền bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh ngươi xem trầm tường trực tiếp thả ra ngạo thế truyền thuyết khí tiểu bạch hồ cảm nhận được sau đó vẫn như cũ không thể tin được sư muội ngươi cho loại này đan lấy cái tên đi người nhưng là gia rất lớn khí lực giúp ta luyện chế trầm tường nói liền gọi làm truyền thuyết thần đan đi tiểu bạch hồ suy nghĩ một chút thấp giọng nói danh tự này thế nào hừm hay dùng danh tự này đón lấy chúng ta có thể có đến vội vàng trầm tường nói ta trước tiên đi tìm ly tình tỉ từ nàng nơi đó nắm nhiều một chút sáng đạo thánh tinh lại đây trầm tường đem một ngàn hạt thần phong thần đan giao cho hoa ly tình hoa ly tình cho hắn một vạn sáng đạo thánh tinh ly tình tỉ ngươi có hay không cảm thấy ta có cái gì không giống trầm tường cười cợt nói cái gì không giống hoa ly tình nhíu mày nhìn trầm tường sau đó lắc lắc đầu trầm tường trước ẩn nấp khí tức sau đó hắn lại thả ra một điểm truyền thiết khí hoa ly tình cảm ứng được sau đó sợ đến duyên dáng gọi to một tiếng khà khà Trầm tường thần bí cười nói, ta luyện chế ra một loại đan, tên là truyền thuyết thần đan. Ta ăn loại này đan đều có thể đột phá, người cũng như thế có thể. Chờ ta lại luyện chế đệ nhị hạt nhìn, xác định loại này đan công hiệu, được. Hoa ly tình kích động gật gật đầu, nếu là thật có thể thành. Mang ý nghĩa nàng cũng có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, luyện. Chế loại này đan cần sáng đạo thánh tinh nhiều vô cùng. Muốn 5.000 cái sáng đạo thánh tinh mới được. Trầm tường nói, ly tình, ngươi cảm thấy loại này đan nếu là bán ra. Có thể bán bao nhiêu sáng đạo thánh tinh một hạt ta. Không rõ ràng, tốt nhất là đem ra bán đấu giá. Hoa ly tình nói, ngươi này một ngàn hạt thần phong thần đan. Lẽ ra có thể kiếm được không ít sáng đạo thánh tinh. Người trong tay cũng không có thiếu sáng đạo thánh tinh, hiện tại ngươi không thiếu chứ, không? Thiếu ta trước tiên đi luyện đan trầm tường nói hắn trong tay còn có hai vạn ngũ khoảng chừng trái phải còn đủ luyện chế năm hạt trầm tường dự định muốn cho tô mị giao bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh bởi vì nàng cũng là luyện đan nàng luyện chế thần phong thần đan có thể càng nhanh hơn trầm tường cũng không biết thần phong thần đan có thể bán được lúc nào nếu như ta cũng có thể học được phân thân chú văn là tốt rồi trầm tường thở dài một hơi phân thân chú văn nhưng là truyền thuyết chú văn muốn so với trí tôn chú văn khó học hơn nhiều tiểu bạch hồ có thể như vậy nhanh nắm giữ chủ yếu là nàng có nhất định thiên phú mà trầm tường không có như vậy thiên phú e sợ muốn học tập mười mấy vạn năm mới có thể thành sư muội chúng ta tiếp tục trầm tường nói được tiểu bạch hồ phi thường tình nguyện sau đó cùng trầm tường tại thời gian trong trận pháp lần thứ hai luyện chế truyền thuyết thần đan, có trước kinh nghiệm, trầm tường cùng tiểu bạch hồ rất thuận lợi lại luyện chế ra một hạt. Truyền thuyết thần đan, hắn lập tức giao cho tô mị giao ta. Bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh sau. Ta dự định hướng đi tương lâm học tập phân thân chú văn. Tô mị giao nói, nàng cũng biết phân thân chú văn tầm quan trọng ta. Cảm thấy ngươi có thể trước tiên học tập áp lực chú văn. Trầm tường nói, này có lẽ sẽ tương đối dễ dàng nắm giữ sư phụ nàng khẳng định nắm giữ áp lực chú văn đến thời điểm làm cho nàng hỗ trợ luyện đan là được người trực tiếp đi học tập phân thân chú văn cần thời gian rất dài trầm tường chính mình cũng không dám đi thử nghiệm hừm ta đi luyện hóa này hạt đan tô mị giao tiến vào thời gian trong trận pháp luyện hóa trầm tường sau khi ra ngoài đi tới trong cửa hàng có thật nhiều người tại xếp hàng mua thần phong thần đan Lúc này xuống giá 50 sáng đạo thánh tinh, có nhiều người hơn tới mua, bán đến như vậy quý. Còn có nhiều như vậy người mua, có thể thấy được thần phong thần đan nhu cầu lượng rất lớn. Này làm cho nhiều đan dược cửa hàng đều đỏ mắt cực kỳ, thế nhưng trầm tường thực lực cường đại. Như vậy, những cửa hàng kia cũng không dám tới gây sự. Cũng chỉ có thể làm gấp rất nhiều đan dược cửa hàng đều có có thể luyện chế đan văn thần đan luyện đan sư bọn họ đều phi thường hiếu kỳ trầm tường là làm sao nhanh chóng luyện chế ra nhiều như vậy đan văn thần đan đổi bọn họ bọn họ có thể làm không tới này chủ yếu là hóa cảnh đan văn nguyên nhân bởi vì hóa cảnh đan văn có thể nhanh chóng hấp thu sáng đạo thánh tinh năng lượng kích hoạt đan văn đang luyện chế đan văn thần đan lúc để đan văn thức tỉnh giai đoạn này là làm người khác đau đầu nhất từ khi mục dịch kính bị ba cái tiểu Bạch Hồ trực tiếp đánh giết sau. Rất nhiều người đều trầm lão bản cửa hàng đều vô cùng kính nể. Thậm chí không dám ở nơi này diện nói chuyện lớn tiếng, mà hiện tại nhưng có người ở bên ngoài. Hồ to gọi nhỏ, đại ca, đại ca, có người ở bên ngoài hô. Tất cả mọi người vì cái này ra hỏa lau một vệt mồ hôi. Tại trầm lão bản cửa hàng cửa lớn tiếng như vậy rêu dao là phi thường nguy hiểm hành vi là Long Hiên trầm tường nhìn thấy tống long hiên ở bên ngoài nhảy kêu to trong lòng vui vẻ vội vàng đi ra ngoài đem hắn mang vào